The Witcher Tác giả Andre Sarkozy Quyển thời đại kinh thường tập 7 Khi đám cháy được châm dưới chân của phạm nhân và ngọn lửa bao trùm toàn thân thể, mụ ta bắt đầu buông lời sỉ nhục tất cả các hiệp sĩ, nam tước, pháp sư và ủy viên hội đồng có mặt tại quảng trường, sử dụng những ngôn từ làm tất thảy ghê sợ. Mặc dù một vài khúc gỗ ướt đã được chất vào để mụ phù thủy không chết cháy quá nhanh và bắt mụ phải nếm trải cảm giác đau đớn, Tuy nhiên người ta đã sớm phải cho thêm củi khô để buổi hành hình kết thúc nhanh hơn. Mụ ta hẳn phải chứa chất quỷ dữ trong người, bởi vì mặc dù cháy như vậy, mụ vẫn không la hét tiếng nào, mà thay vào đó tức giọng nguyền rủa. Một kẻ báo thù sẽ được sinh ra từ máu mủ của ta, mụ la lên. Từ dòng máu cổ xưa ô uế, một kẻ hủy diệt quốc gia và thế giới sẽ trỗi dậy. Hắn sẽ trả thù cho sự hành hạ của ta chết và báo thù lên tất cả các ngươi và con cháu các ngươi. Đó là tất cả những gì mụ thốt ra được trước khi chết. Và thế là kết thúc cuộc đời của Phan Ca, bị trừng phạt vì máu của những kẻ vô tội đã đổ xuống. Roderick de November, Lịch sử Thế giới, Quyển 3 Nhìn cô ta mà xem. Cháy nắng, đầy thương tích, bẩn thiểu. Cô ta vẫn uống nước như một miếng xốp khô và đói bụng. Tôi thấy sợ cho cô ta. Cô ta tới từ phía đông, tôi nói anh nghe. Vượt qua cô rác, vượt qua lòng chảo, chỉ là những câu chuyện viễn vông thôi. Không ai có thể sống sót qua cái chảo cả. Cô ta tới từ phía tây, từ những dãy núi qua đèo Sutachka. Cô ta mới chỉ đang ở bên rìa cô rác thôi mà đã chịu đựng quá đủ rồi. Khi chúng ta tìm thấy, cô ta đã quỵ ngã và ý chí bị bẻ gãy rồi. Từ đây sang phía tây nhiều dặm làm gì có ai sinh sống. Cô ta tới từ đâu? Cô ta đã đi bộ, hay có lẽ là cưỡi ngựa? Chẳng ai biết được là trong bao lâu. Có vài dấu móng quất bên cạnh cô ta. Có lẽ là bị ngã khỏi lưng ngựa ở Suchaka, có thể lý giải vì sao cô ta bầm dập đến vậy. Tại sao câu chuyện này lại quan trọng đối với Ninh Phát đến thế, tôi chỉ tò mò thôi. Khi thống đốc gọi chúng ta tới, tôi cứ tưởng là một công nương quý tộc nào đó đã đi lạc. Và cái này là gì đây? một ả điếm thông thường, rách rưới, và hơn cả còn bị đần độn nữa chứ. Tôi không chắc là chúng ta đã tìm đúng người. Đúng người rồi. Và cô ta không phải là một người bình thường đâu. Một người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Cô ta cũng gần ngắt ngoải rồi. Và cơn mưa cũng chẳng cứu mạng cô ta được. Chết tiệt, ngay cả lão ăn mày già nhất cũng chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng có mưa ở chảo là khi nào. Những đám mây luôn bay qua cô rác ngay cả khi có mưa trong thung lũng, thì cũng chẳng bao giờ có giọt nào rơi ở đó. Chỉ một tuần nữa ở mấy ngọn đồi này thôi là sẽ không còn gì để ăn, này, đồ khốn kia. Có thích thịt bò khô không? Vậy còn bánh mì khô thì sao? Hỏi cô ta bằng tiếng eo đi. Hay tiếng ninh phát? Có lẽ cô ta không hiểu ngôn ngữ phổ thông. Cô ta là eo. Cô ta là đồ ngu thì có. Khi tôi đặt cô ta lên yên ngựa sáng nay, Cô ta chỉ ngồi đó như một con rối gỗ. Đi sửa mắt đi. Cả cao lớn và trọc đầu tên Scumlick nghe răng ra. Cậu sẽ không tiến xa được ở Trapper đâu. Cô ta không đần độn hay điên rồ. Cô ta chỉ giả vờ thôi. Cô ta là một con chim quý hiếm và xảo quyệt. Tại sao cô ta lại quan trọng với Ninh Phát đến vậy? Lính tuần tra được cử đi khắp nơi, tại sao? Tôi không biết nhưng hỏi cô ta thì cũng đâu mất gì, một roi vào lưng sẽ khuyến khích được cô ta, ha. Có phải cô ta đang nhìn tôi không? Cô ta hiểu hết đấy, cô ta đã lắng nghe chăm chú nãy giờ. Này, cô kia. Tôi là Skomlik, một thợ săn, hay còn gọi là Trapper. Còn đây là một cây roi, cây roi. Cô có thích giữ da ở trên lưng không? Vậy thì bắt đầu nói đi. Đủ rồi. Im hết đi mệnh lệnh đã được ban ra rõ ràng và không dung thứ sự chống đối nào tới từ bên kia đống lửa nơi người hiệp sĩ và hầu cận đang ngồi đang chán hả rapper người hiệp sĩ hỏi với vẻ đe dọa vậy thì đi làm việc đi mấy con ngựa cần tắm rửa đem áo giáp của ta đi lau vào rừng nhặt củi và đừng có động vào đứa con gái rõ chưa rồi thưa ngài xưa scomlick lầm bầm các đồng đội của hắn cúi đầu làm việc đi ngày ấy đã ra lệnh rồi các rapper bắt đầu rụt rịch số mệnh đã trừng phạt chúng ta bằng tên khốn này một kẻ lào bào tay thống đốc không còn biết làm gì khác ngoại trừ giao chúng ta vào tay một tên hiệp sĩ chó chết ý tôi là kẻ thứ hai thì thào nhìn nó xung quanh sau cùng thì cũng chính các rapper mới là người tìm được đứa con gái chính chúng ta mới có linh cảm là đi qua đèo su chaka Đúng. Công trạng phải là của chúng ta cũng như phần thưởng, chúng ta sẽ lấy tiền, cả đống Florin dưới chân, cho các rapper, rồi chúng ta sẽ cảm ơn ngài thống đốc. Câm hết đi. Skomlik rít lên. Họ sẽ nghe thấy các người bây giờ. Siri bị bỏ một mình bên cạnh đống lửa. Người hiệp sĩ và hầu cận nhìn cô bé với vẻ dò hỏi, nhưng không nói gì. Người hiệp sĩ là một ông già nhưng khỏe mạnh, với khuôn mặt dạng dày sương gió, chi những vết sẹo. Trong suốt chuyến hành trình, ông ta luôn đội chiếc mũ cánh chim, nhưng chúng không phải đôi cánh mà Siri đã nhìn thấy trong những cơn ác mộng và trên đảo Thang Nét. Ông ta không phải tên hiệp sĩ đen của Sintra. Nhưng ông ta vẫn là một hiệp sĩ ninh phát. Khi ra lệnh, giọng ông ta trơn tru, và có ngữ điệu đặc trưng, nghe gần giống với người vét. Cùng với tay hầu cận, một cậu bé cũng không già hơn Siri là bao, ông ta nói một thứ tiếng tương tự như cổ ngữ, nhưng không du dương bằng, và nghiêm nghị hơn. Đó chắc hẳn phải là tiếng ninh phát. Siri, người am hiểu khá tường tận cổ ngữ, có thể hiểu hầu hết các từ. Nhưng cô không để lộ ra điều này. Trong lần dừng chân đầu tiên bên rìa sa mạc mà họ gọi là lòng chảo hay cô rác, người hiệp sĩ ninh phát và tay hầu cận trúc lên đầu cô bé một đống câu hỏi. Cô không trả lời vì vẫn còn đang choáng váng và chỉ tỉnh táo có một nửa. Sau vài ngày du hành, khi họ đã bỏ lại đằng sau những vách đá lởm chởm và bước vào một thung lũng xanh tươi, Siri có lại được trí lực, cô bắt đầu quan sát thế giới xung quanh và phản ứng lại với tốc độ rùa bò. Nhưng cô vẫn không trả lời những câu hỏi, vậy nên người hiệp sĩ cũng không đoái hoài. Có vẻ như ông ta chẳng chú ý đến cô nữa, và chỉ làm việc với mấy tên côn đồ tự xưng là Trapper. Chúng cũng hỏi. Và hỏi rất hung hăng nhưng người hiệp sĩ đội mũ cánh chim ngay lập tức chỉnh đốn lại chúng. Có thể thấy rõ ràng ai là chủ và ai là tớ. Siri giả vờ bị đần độn, nhưng lắng nghe thật chăm chú. Dần dần cô bé bắt đầu hiểu được tình hình. Cô đã rơi vào tay Ninh Phát. Ninh Phát đã săn lùng cô và giờ đã bắt được cô, có lẽ là nhờ bám theo con đường cô đã đi từ nơi mà cánh cổng dịch chuyển hỗn loạn trên to Lara ra đã ném cô xuống. Những gì mà Jennifer đã không làm được, mà Goran đã không làm được, thì người hiệp sĩ Ninfax và băng nhóm trapper của ông ta đã thành công. Chuyện gì đã xảy ra với Jennifer và Goran trên thanet? Cô bé đang ở đâu? Siri có một linh cảm rất không hay. Những tên trapper và thủ lĩnh của chúng, Skomlid, nói chuyện bằng một phiên bản vụng về và giản lược hơn của ngôn ngữ phổ thông, nhưng vẫn với ngữ điệu Ninfax. Các trapper là người bình thường, nhưng lại phụng sự một hiệp sĩ Ninfax các rapper đã rất hạnh phúc trước ý tưởng về món tiền mà thống đốc sẽ trao tặng vì tìm được Siri. Bằng Florin Những quốc gia duy nhất sử dụng Florin làm đơn vị tiền tệ và có người dân phụng sự niêm phát là các tỉnh ở phía nam. Ngày hôm sau, cạnh một dòng suối, Siri bắt đầu tính đến các khả năng chạy trốn. Phép thuật có thể giúp cô bé. Cẩn thận, cô thử làm một câu thần chú đơn giản, một phép ngoại cảm yếu. Nhưng nỗi sợ của cô đã được xác nhận chẳng có lấy thậm chí là một chút năng lượng ma thuật. Sau khi đồ với lửa, khả năng phép thuật của cô đã biến mất hoàn toàn. Cô lại rơi vào sự trống rỗng. Cô cuộn người lại và rút lui vào trạng thái lãnh cảm. Một thời gian dài. Cho tới ngày họ đi qua một cánh đồng hoang và hiệp sĩ xanh chạm trán họ. Này, này, Skomlip thì thầm, nhìn con ngựa đang đứng chắn đường họ. Đó là Van Nhan, từ pháo đài Sada các kỵ binh tiến lại gần. Dẫn đầu, đang ngồi trên một con ngựa to khỏe, là một người khổng lồ mặc bộ giáp sắt toát lên một màu xanh dương. Bên cạnh ông ta là một người mặc giáp nữa, đằng sau là hai kỵ sĩ mặc quần áo xám màu bình thường, rõ ràng là hầu cận. Người hiệp sĩ nên phát đội mũ cánh chim tiến về phía họ, kiềm chế con ngựa đang nhảy múa. Tay hầu của ông ta sờ lên chui kiếm và quay người trên yên. Ở lại đằng sau và chăm sóc cô gái ông ta quát Skomlik và đám rapper. Đừng chen vào. Chúng tôi đâu có ngu, Skomlik nói khẽ sau khi Tây Hầu đã đi khỏi, mà can dự vào xung đột giữa các lãnh chúa Ninh Pháp. Liệu sẽ có đánh nhau không Skomlik? Chắc chắn. Giữa Xua và Van Nhan là mối thù truyền kiếp. Canh giữ đứa con gái cẩn thận. Nếu may mắn, tiền thưởng sẽ là của riêng chúng ta. Van Nhan cũng đang tìm kiếm cô gái. Nếu ông ta thắng, chúng ta sẽ chỉ còn bốn người. Năm. Skomlik mỉm cười. Một người đến từ Sada ở phía sau kia là người nhà của tôi. Rồi cậu sẽ thấy, trận đấu này sẽ chỉ có lợi cho chúng ta. Người hiệp sĩ mặc giáp xanh ghiềm ngựa lại. Người hiệp sĩ cánh chim đứng ở phía đối diện. Bạn đồng hành của xanh ở lại đằng sau. Chiếc mũ kỳ lạ của anh ta có gắn hai giải da thuộc ở hai bên trong như một cặp nanh hải cẩu. Trên đùi anh ta đặt một món vũ khí ghê gớm, trông như một cây giáo, khá giống với loại mà các hộ vệ của Sintra sử dụng, nhưng cán ngắn hơn và lưỡi giáo dài hơn. Xanh và cánh chim trao đổi vài từ. Siri không thể nghe ra, nhưng chắc chắn đó không phải là những câu nói giữa hai người bạn. Xanh đột nhiên đứng lên bàn đạp, chỉ vào Siri và nói gì đó rất lớn và giận dữ. Cánh chim cũng đáp lại tương tự và vẫy bàn tay đeo găng sắt, ý muốn bảo Xanh hãy biến đi. Và thế là bắt đầu. Xanh thúc ngựa phi lên và rướn người tới trước, do cao cây rìu nảy giờ được buộc cạnh yên ngựa. Cánh chim cũng thúc ngựa lên và rút kiếm từ trong vỏ ra. Nhưng trước khi hai người đàn ông kịp giao chiến, hai nanh đã tấn công, thúc ngựa phi nước đại với cây giáo trong tay. Hầu cận của cánh chim lao vào anh ta, rút kiếm ra, nhưng hai nanh xoay người trên yên và đâm cây giáo vào ngực người hầu cận. Lưỡi giáo dài cắm một tiếng bang xuyên qua tấm giáp ngực người hầu cận kêu lên và ngã xuống đất, cả hai tay nắm chặt cán ngọn giáo đang thò ra từ ngực. Cánh chim và xanh va vào nhau cái rầm. Cây rìu nguy hiểm hơn nhưng thanh kiếm lại nhanh hơn. Xanh trúng đòn vào vai, một mảnh kim loại bay sang bên, người kỵ sĩ quay lại và ghiềm cương, lão đảo trên yên ngựa, một dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống bộ giáp xanh dương. Các đấu thủ lại phi nước đại. Cánh chim quay đầu, nhưng hai nanh đã xông tới ông ta, cầm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay, sẵn sàng ra đòn. Cánh chim thúc ngựa nhanh hơn, hai nanh chỉ dẫn ngựa bằng đầu gối, phi bên cạnh. Cánh chim xoay sở chém được anh ta. Trước mắt Siri, tấm giáp vỡ nát và một dòng máu tuôn ra. Xanh đã quay trở lại, vung rìu trên không và la hét. Cả hai địch thủ trao đổi vài chiêu rồi lại tách ra. Hai nanh lại lao tới cánh chim, ngựa đâm nhau và kiếm tuế lửa. Hai nanh cắt trúng cánh chim, đập vỡ giáp tay và khiên của ông ta. Cánh chim vương thẳng người và dán một đòn mạnh vào bên phải giáp ngực của hai nanh. Hai nanh lão đảo trên yên ngựa. Cánh chim đứng lên bàn đạp và vung hết lực vào phần cổ giữa vai và mũ sắt. Thanh kiếm to bản và sắc cạnh cắt qua mũ và kẹt luôn ở đó. Hai nanh cứng người lại và rùng mình. Con ngựa đi giật lùi, chân đá loạn xạ. Cánh chim rướng người trên yên và rút thanh kiếm ra hai nanh trượt khỏi lưng ngựa. Móng quốc của con vật dẫm và đạp bẹp bộ áo giáp. Xanh lại quay đầu và tấn công lần nữa, triều dơ lên. Ông ta cầm dây cương đầy khó khăn, sử dụng cánh tay bị thương. Cánh chim nhận thấy và điệu nghệ phi sang bên phải, đứng thẳng trên yên ngựa và tung một cú đánh tàn bạo. Xanh đỡ bằng chiếc rìu và kéo theo thanh kiếm của cánh chim. Hai con ngựa lại đâm vào nhau. Xanh là một người đàn ông lực lưỡng, Chiếc rìu trên tay ông ta dơ lên rồi hạ xuống dễ dàng như que củi. Nó đập vào bộ áo giáp của cánh chim cái rầm và con ngựa của ông ta suýt thì khuỵu xuống. Cánh chim lão đảo, nhưng vẫn ngồi vững được. Trước khi cây rìu lại bổ xuống lần nữa, ông ta bỏ dây cương. Tay trái rút ra một chiếc búa nặng nề treo bên cạnh và đánh vào mũ sắt của xanh. Chiếc mũ rung như chuông, giờ thì đến lượt xanh lão đảo trên yên. Hai con ngựa hí vang, cố gắng cắn lẫn nhau và không muốn tách ra. Xanh, rõ ràng là choáng váng bởi cú đánh, nhưng vẫn xoay sở bổ được một nhát triều vào giáp ngực đối phương. Sự thật rằng cả hai vẫn đang ngồi trên lưng ngựa được có vẻ như là cả một phép màu, nhưng đó chỉ do nhờ vào bộ yên cương cao của họ. Máu chảy xuống cả hai con ngựa. Siri nhìn kinh hãi. Ở cây mo hân họ đã dạy cô bé chiến đấu, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ đối đầu với những người to lớn như vậy kiểu gì hay thậm chí là chặn nổi một cú đánh trời giáng như vậy xanh nắm chặt cán cây rìu vẫn đang kẹt trên ngực cánh chim bằng cả hai tay ngồi thẳng lên và kéo cố gắng hất ngã đối thủ khỏi lưng ngựa cánh chim đập ông ta bằng cây búa một lần hai lần ba lần máu túa ra từ chiếc mũ sắt và đổ xuống bộ giáp màu xanh dương cánh chim thúc gót vào hông ngựa cú nhảy đột ngột giật chiếc triều khỏi ngực ông ta. Xanh, vẫn đang nghiêng người trên yên, đánh rơi cán triều Cánh chim đổi chiếc búa sang tay phải, vung nó và đánh trúng vào đầu con ngựa của xanh. Giữ dây cương bằng tay trái, người ninh phát tung đòn, tấm áo giáp xanh dương kêu như đe thợ rèn, máu chảy ra từ chiếc mũ dập nát. Thêm một đòn nữa và xanh đổ xuống đất. Con ngựa đống của xanh lùi lại, nhưng con ngựa màu be của cánh chim, rõ ràng là đã được huấn luyện đá người hiệp sĩ đang nằm dưới đất một cái. Xanh vẫn còn sống, có thể nhận ra được nhờ vào tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của ông ta. Con ngựa tiếp tục đá kịch liệt tới nỗi cánh chim không thể ngồi vững được và đổ xuống đất, ngay bên cạnh xanh. Cả hai bọn họ đã chết rồi. Tên Trapper đang giữ Siri la lên. Hiệp mới chả sĩ, đáng đời. Một tên khác nói. Hai người hầu của xanh đứng nhìn từ xa. Một người quay ngựa lại. Đợi đã, Remix. Skomlik hét lên. Cậu đi đâu thế? Về Sada. Cậu vội lên giá treo cổ thế cơ à? Anh ta dừng lại, lấy tay che mắt cho bớt nắng. Có phải ông đấy không Skomlik? Phải. Lại đây Remix, đừng sợ. Xung đột giữa các hiệp sĩ không phải vấn đề của chúng ta. Siri đột nhiên cảm thấy thờ ơ vậy là đủ rồi. Khéo léo luồn khỏi cánh tay của kẻ đang giữ mình, cô bé bắt đầu chạy, bắt lấy con ngựa đốn của xanh và nhảy lên yên. Cô lẽ ra đã thoát được, nếu không phải vì hai tay hầu từ Sada đa đang ngồi sẵn trên yên, và ngựa của họ vẫn còn khỏe. Họ bắt được cô dễ dàng, túng lấy dây cương. Cô nhảy xuống và phi vào khu rừng, nhưng đám kỵ sĩ lại bắt kịp cô. Một gã túng lấy tóc cô và kéo lê đi. Siri hét lên và bám lấy tay hắn. Tên kỵ sĩ ném cô xuống dưới chân Skolnik hắn quất sợi roi da, nó huyết sáo một tiếng, Siri hét lên và cuộn người lại, hai tay ôm đầu. Sợi roi lại huyết sáo và đánh vào tay cô. Cô lăn trên đất, nhưng Skomlik chắn đường, đá cô và dẫm chân lên lưng cô. Còn muốn chạy nữa không, con điếm? Sợi roi huyết sáo. Siri hú lên. Skomlik lại quất vào lưng cô bé. Đừng đánh tôi, cô kêu lên, lùi lại khỏi hắn. Vậy ra mày cũng biết nói đó chứ, con đĩ. Thấy nhớ cái lưỡi của mình hả? Tao sẽ. Nhớ đấy, Skomlik. Một tên trapper kêu lên. Ông muốn giết cô ta à? Cô ta quá đáng giá để vứt đi. Chết tiệt. Remit nói, xuống ngựa. Đây có phải người mà Ninh Phát đã tìm kiếm suốt cả một tuần không? Chính xác. Ha. Cả trại lính đang truy lùng cô ta. Ông không biết người này quan trọng thế nào với đế chế đâu. Họ nói là một pháp sư hùng mạnh đã xác định được cô ta đang ở đâu đó quanh khu vực này. Ở Sada đang bàn tán ầm lên. Các ông bắt được cô ta ở đâu vậy? Lòng chảo. Nói dối. Thật đấy, thật đấy, Skomlik nói giận dữ. Chúng tôi đã tóm được cô ta và phần thưởng sẽ là của chúng tôi. Sao đứng như trời trồng thế? Trói con khốn này vào y ngựa chúng ta biến khỏi đây thôi anh em ngày xưa một tên trapper nói vẫn còn đang thở không lâu đâu cắt cổ lão đi chúng ta sẽ đi thẳng tới amarillo các anh em tới gặp ngài thống đốc chúng ta đã bắt được đứa con gái và giờ phần thưởng là của chúng ta tới amarillo remit nói gãi tráng nhìn vào bãi chiến trường vừa mới diễn ra ở đó chúng ta sẽ được các đao phủ tiếp đón Ông định nói gì với ngài thống đốc? Người hiệp sĩ đã bại trận nhưng ông vẫn còn lành lặn. Khi toàn bộ sự việc hé lộ, thống đốc sẽ treo cổ các ông, còn chúng tôi sẽ bị ném về Sada và rồi người nhà Van Nhan sẽ lột da chúng tôi ở đó. Các ông đi mà tới Amarillo, tôi sẽ ở trong rừng. Cậu là em rể tôi, Remit. Skomlit nói. Mặc dù cậu là một thằng chó vì đã đánh đập em gái tôi, nhưng cậu vẫn là người nhà. Thế nên tôi sẽ cứu cái mạng của cậu. Tôi bảo, chúng ta tới Amarillo. Thống đốc biết rõ ân oán giữa Xua và Van Nhan. Họ gặp, họ đánh nhau, chuyện bình thường. Và chúng ta làm gì? Đứa con gái bỏ chạy, chúng ta đuổi theo nó. Chúng ta là Trapper. Và giờ thì cậu cũng là một Trapper, Remix. Thống đốc sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Xua. Sẽ không ai mở mồm nói gì. Ông có quên điều gì không đấy, Skomlik? Remip hỏi trong khi liếc mắt sang người hầu đến từ Sada kia. Skolik chậm rãi quay lại và bất chợt rút một con dao ra và đâm vào cổ người hầu. Anh ta ậm ực và đổ xuống đất. Tôi không quên. Cả Trapper nói lạnh lùng. Rồi, giờ thì chỉ còn cậu và chúng tôi. Không còn nhân chứng nào cả, và bớt đi một cái đầu để chia phần thưởng. Lên ngựa nào anh em, tới Amarillo vẫn còn một đoạn đường khá xa giữa chúng ta và tiền thưởng. Không có thời gian để lãng phí đâu. Khi ra khỏi khu rừng tăm tối và ẩm ướt, họ trông thấy một ngôi làng nằm dưới chân ngọn núi, vài mái láng quay lại thành một vòng tròn bởi một hàng rào thấp, tách họ khỏi một con sông chảy qua. Cơn gió mang đến mùi khói. Siri di chuyển bàn tay tê liệt, đang bị trói vào yên ngựa. Cô bé hoàn toàn đờ đẫn, mông đau như, buồn tè khủng khiếp cô đã ngồi trên lưng ngựa từ lúc bình minh vào buổi đêm cô không ngủ được do mỗi tay bị trói vào cổ tay hai tên trapper nằm hai bên mà đe dọa sẽ kết liễu mạng cô mỗi khi cô cựa quậy một nông trại một tên nói tôi thấy rồi scomlick đáp lại móng ngựa bước ra từ trong rừng được chào đón bởi tràn cỏ cao cháy nắng họ sớm đến được một con đường gập ghềnh dẫn xuống ngôi làng hướng về một cây cầu và một cánh cổng gỗ Scomlip dừng ngựa lại và đứng trên bàn đạp. Đây là làng nào vậy? Chúng ta chưa qua đây bao giờ. Remip, cậu có biết chỗ này không? Trước đây, Remip trả lời, ngôi làng này có tên sông Trắng. Nhưng một cuộc nổi dậy đã nổ ra, một số người dân làng tham gia vào quân khởi nghĩa, rồi van nhang của Sada quét qua làng và giết hoặc bắt mọi người làm nô lệ. Giờ thì chỉ còn người ninh phát sinh sống ở đây, toàn là nông dân và họ gọi ngôi làng này là gleason người ta nói đám nông dân không được tốt tính cho lắm tôi khuyên chúng ta không nên dừng ở đây hãy đi xa hơn chúng ta phải để lũ ngựa nghỉ ngơi một tên trapper lên tiếng và ăn uống tôi cũng nghe thấy tiếng nhạc đang chơi bên trong nếu đám nông dân này gây rắc rối tôi sẽ chìa tờ công lệnh của ngài thống đốc ra ông ta cũng là người ninh phát như bọn họ rồi cả đống sẽ phải quỳ xuống à phải scomlick lào bào đã có ai nhìn thấy người ninh phát quỳ bao giờ chưa remip ở grierson có nhà trọ không có van nhang vẫn chưa đốt trụi nó scomlick quay người lại và nhìn siri chúng ta sẽ phải cải trang cho cô ta nếu có ai phát hiện thấy đưa tôi một cái áo choàng và trùng mũ lên đầu cô ta đi đi nào sẵn sàng chưa con điếm kia tôi phải vào bụi cây cái đã tao sẽ cho mày thấy bụi cây con khốn bò trên đường đi và đừng có quên ở trong làng hay ở ngoài đừng bao giờ nghĩ là mày thông minh chỉ một từ thôi và tao sẽ cắt cổ mày nếu tao không có được phần thưởng thì sẽ không ai có hết họ bước đi từ tốn móng ngựa vang âm trên cây cầu đột nhiên những bóng người cầm giáo hiện ra từ đằng sau hàng rào họ canh cổng rê mít thì thầm tôi tò mò không biết tại sao tôi cũng thế, skomlick đáp lại, nhổng người lên. họ canh cổng trong khi hàng rào cạnh cái cối xay đã đổ và người ta có thể lái cả một cái xe hàng qua đó. họ tiến lại và ghim dây cương. xin chào, các quý ông. skomlick hồ hởi kêu lên, nghe có phần thiếu tự nhiên. chào buổi sáng. các người là ai? người nông dân cao nhất hỏi. chúng tôi, thưa các bạn, là quân đội. skomlick nói dối, nghiêng người sang bên phục vụ ngài thống đốc của Amarillo. Người nông dân lướt tay dọc cán giáo, biết xéo Skomlik. Chắc không biết rằng mình đang nói chuyện với một trapper. Ngài thống đốc Amarillo đã cử chúng tôi tới đây. Skomlik tiếp tục lời dối trá. Để xem những người nông dân tốt bụng của Gleason đang sinh sống ra sao. Chúng tôi vẫn ổn. Người nông dân nói. Siri để ý thấy ông ta cũng dùng ngôn ngữ phổ thông như cánh chim, với cùng ngữ điệu và kiểu cách. Mặc dù đang cố nhại lại thứ tiếng thổ dân của Skomlik. Chúng tôi đã quen sống một mình rồi. Ngài thống đốc sẽ rất hài lòng khi chúng tôi thuộc lại cho ngài ấy. Quán trọ có còn mở cửa không? Cổ chúng tôi khô rác cả rồi. Nó vẫn mở. Người nông dân nói u ám. Vào lúc này, nó vẫn mở. Trong bao lâu? Trong lúc này. Sớm thôi nó sẽ bị lột hết gỗ để đem cất vào kho chúng tôi chẳng được lợi gì từ cái nhà trọ đấy cả chúng tôi quá bận làm việc để tới quán trọ chỉ có người lạ mới ở đấy thôi và đó là những người chúng tôi không ưa chỉ có những người chúng tôi không ưa mới ở đấy ai remit hơi tái những người từ pháo đài sa đa có thể nào là các lãnh chúa van nhang không người nông dân nhăn mặt và cái miệng di chuyển như thể muốn khạc một bãi không thật đáng tiếc đó là quân lính của nam tước các missy missy là ai Scumlick cao mày và họ từ đâu đến ai chỉ huy họ có một người già hơn tất cả bọn họ cao đen ngòm trâu dài như cá trê he Scumlick quay lại các đồng đội tuyệt vời nghe có quen không có vẻ như đó là ông bạn già tin tôi đi vơ ca của chúng ta còn nhớ ông ta chứ và người đàn ông này và các Nixie si đang làm gì tại làng của ông? Các Nixie, si, người nông dân nói u ám, đang trên đường tới tiếp phi. Chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón. Họ mang theo một tù nhân. Hắn là một thành viên của băng rác. Chắc rồi. Trê mít khịt mũi. Và sao không phải là hoàng đế Ninh Phát luôn đi nữa? Người nông dân nhăn mặt, tay trái nắm chặt cán giáo. Những người đồng hành của ông ta thì thào với nhau khe khẽ hãy tới nhà trọ các quý ngài quay hàm của người nông dân rung lên bần bật và nói chuyện với các nixi các ngài đang phụng sự thống đốc kia mà cứ việc hỏi tại sao họ lại áp tải tù nhân tới tiếp phi mà không đóng đinh hắn lên một cây cọc ngay tại đây và ngay bây giờ như ngài thống đốc đã ra lệnh và cũng nhắc nhở mấy người bạn nixi của các ngài rằng người cầm quyền ở đây không phải là nam tước tiếp phi chúng tôi có cọc đẻo sẵn rồi nếu các lãnh chúa nixi không muốn làm chúng tôi sẽ tự tay giải quyết. Đi mà bảo với họ thế. Tôi sẽ bảo. Skomlik nháy mắt với đồng đội. Tạm biệt, các quý ông. Họ bước đi giữa những mái láng. Ngôi làng có vẻ hoang vắng, chẳng có bóng người nào lãng vãng quanh đây cả. Bên trong một hàng rào, một con lợn gầy nhom đang lăn lộn giữa đống bùn. Một con mèo đen lớn chạy qua trước mặt họ. Ba, con mèo khốn khiếp. Remit nghi người sang bên và khạc một bãi, rồi làm dấu thánh. Thứ quỷ quái chạy qua mặt chúng ta. Tôi hy vọng là nó mắc nhẹn mấy con chuột mà chết. Cái gì? Skomlip nhìn xung quanh. Một con mèo đen như hũ nút. Nó chạy qua đường. Kệ nó đi. Skomlip lại nhìn xung quanh. Thấy nơi này trống rỗng thế nào không? Nhưng tôi vẫn thấy bóng người trong nhà, quan sát cánh cửa kia vừa mới lóe lên ánh sáng từ một thanh kiếm. Họ đang bảo vệ vợ con. Cái gã đã ướt con mèo mắt nhẹn lên tiếng. Các Nixi -si đang ở trong làng. Ông có nghe tay nông dân nói không? Hắn không thích đám Nixi. -si. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tin tôi đi và đồng đội của mình không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội. Rồi có ngày họ sẽ nhận được những gì thích đáng, các lãnh chúa Nixi -si đó nam tước gọi họ là những kẻ gìn giữ hòa bình và đó là những gì họ được trả công để làm hét vào tai một tay nông dân missy là hắn sẽ sợ vải cả ra quần tuy nhiên con dung xéo lắm cũng quằn một khi họ đã giết quá nhiều gia súc cưỡng bức quá nhiều phụ nữ đám nông dân sẽ xé xác họ ra rồi cậu sẽ thấy cậu có nhận ra vẻ giận dữ của họ ở ngoài cổng không đây là những người ninh phát không đùa với họ được đâu ha nhà trọ kia rồi. Họ thúc ngựa. Nhà trọ có mái lợp, hơi sập sệ và bám đầy rêu mốc. Nó cách khá xa khu dân cư, tuy nhiên lại là tâm điểm của vùng đất nằm trong cái hàng rào đổ nát, nơi hai con đường cắt qua ngôi làng. Trong bóng râm của cái cây to duy nhất ở xung quanh đấy là một bãi quay, để nhốt gia súc và ngựa. Có khoảng 5 hoặc 6 con ngựa không có yên cương. Phía trước cửa, trên cầu thang, là hai người đàn ông mặc áo da và đội mũ nhọn đang ngồi. Cả hai đang ôm trong người vài cốc đất sét và một cái bát đầy những mẫu xương gặm nham nhở. "Các ngươi là ai?" một người quát lên khi nhìn thấy Scomlit và đồng đội đang xuống ngựa. "Các ngươi tìm gì? Tốt hơn là biến ra chỗ khác đi. Nhà trọ đã bị tịch thu nhân danh luật pháp." "Đừng hét, Dixie, đừng hét." Scomlit nói, kéo Siri từ trên yên ngựa xuống. Cánh cổng đang mở và chúng tôi đã vào. Chỉ huy của các anh, Vơ Ca, là bạn của chúng tôi. Tôi không biết ông. Bởi vì anh là lính mới. Tin tôi đi và tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ cùng nhau, từ trước cả khi ông ta tới Ninh Phát. Chà, nếu vậy, người đàn ông lưỡng lự, bỏ tay ra khỏi cán kiếm. Cứ vào đi. Tôi đếch quan tâm. Skolik đẩy Siri, một tên rapper khác túng cổ áo cô bé họ đi vào bên trong. Nhà trọ khá tối và ngột ngạt, có mùi khói cùng nhiều thứ đang cháy. Nó phần lớn là trống rỗng. Chỉ có một cái bàn duy nhất nằm ngay trên vệt sáng chiếu qua ô cửa sổ mỏng như mang cá. Đang ngồi quanh đó là bảy người đàn ông. Ở đằng sau, gần lò sưởi, chủ nhà trọ đang bận loãng xoảng nồi niêu xong chảo. Xin kính chào các lãnh chúa Nipsey. -si. Scomlick cúi đầu. Chúng ta không cần con bò nào nữa một người ngồi gần cửa sổ nói, khạc một bãi xuống sàn. một người khác cản anh ta lại bằng một cử chỉ, im lặng đi. ông ta nói, đây là các chiến hữu của chúng ta, anh không nhận ra họ sao? scolip và đám rapper của ông ta. chào mừng, chào mừng. scolip bước tới cái bàn, nhưng dừng lại khi ánh mắt liếc qua cây cột chống mái. bên cạnh cây cột, đang ngồi trên một cái ghế là một thanh niên gầy gò, tóc vàng chưa đầy 20 tuổi, thân mình vặn vẹo kỳ quặc. Siri nhận ra vẻ thiếu tự nhiên đó là do cánh tay của anh ta bị trói ngoặt ra sau và cổ bị buộc vào cây cột bằng một sợi thắt lưng da. Cầu cho tôi bị ung nhọt đi, tên trapper đang túng cổ áo Siri kêu lên, khịt mũi lớn tiếng. Nhìn kìa Đó là cây lai. Cây lai. Không thể nào. Một Nipsey đang ngồi ở bàn, một người đàn ông to béo với mái tóc đẹp như tranh vẽ, phá lên cười khục khặc. Có thể đấy. Ông ta nói, liếm láp một cái thì. Đó là cây lai, trong bộ dạng bẩn thỉu của hắn. Dậy sớm quả là có tác dụng. Hắn ít nhất sẽ kiếm được cho chúng tôi 30 florin ngon lành. Cây lai, chà chà. Skomlik nhăn mặt. Vậy nghĩa là tay nông dân Ninh Phát đã nói đúng. 30 florin, chết tiệt. Remix thở dài. Một món bở đấy, lúc. Nam tước của Tiếp Phi sẽ trả tiền à? Đúng. Một nixi -si khác với mái tóc và bộ ria mép nâu xác nhận. Lúc của Tiếp Phi, lãnh chúa và người bảo trợ của chúng tôi là một nam tước quyền lực. Băng rác dám ăn cướp của ông ấy trên xa lộ. Ông ấy tức giận và treo tiền thưởng. Và chúng tôi, Skomlip, sẽ lấy phần thưởng này, tin tôi đi. Ha, các cậu nhìn xem ông ta xù lông thế nào chưa? Ông ta không thích là chúng ta mới là người bắt được tên rác, trong khi ngài thống đốc cũng đã ra chỉ thị truy bắt cả băng. Trapper Scumlip, người đàn ông to béo với mái tóc đẹp lên tiếng, chỉ vào Siri bằng cái thìa, cũng bắt được ai kìa. Một cô gái. Ông có thấy không, Vera? Tôi thấy rồi, một người đàn ông với bộ ria mép đen cười. Scumlip, ông nghèo túng tới nổi phải bắt cóc trẻ con để tống tiền à? Con điếm này là ai? không cần ông bận tâm. Wow, nóng nảy thế. Người đàn ông to béo cười. Chúng tôi chỉ muốn chắc nó không phải con gái ông mà thôi. Con gái ông ta. Vơ ca, người đàn ông với bộ ria mép đen cười. Để có con gái thì ông ta phải có bi cái đã. Các nếp si phá lên cười. Ôi im đi lũ ngốc. Skomlik la lên. Với ông, Vơ ca, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng trước ngày Chủ nhật, ông sẽ biết ai là người nổi tiếng hơn, ông và tên rác của ông hay là tôi và những gì tôi đã làm. Và chúng ta sẽ xem ai hào phóng hơn, ngài nam tước của ông hay thống đốc của Amarillo. Ông có thể hôn cái mông của tôi. Vơ ca nói đầy kinh bỉ, quay lại bác sức. Cả cái lão thống đốc của ông, hoàng đế và cả ninh phát nữa, tin tôi đi. Tôi đếch quan tâm. Kể cả tôi cũng biết là Ninh Phát đang truy lùng một đứa con gái tôi biết là có tiền thưởng. Nhưng tôi đếch quan tâm. Tôi đã từng phục vụ thống đốc và ninh phát, giờ thì tôi phỉ nhổ cả hai bọn chúng. Giờ tôi phục vụ nam tước lúc và chỉ tuân lệnh ông ta mà thôi. Ngày nam tước của ông, Skomlik vặt lại, cũng phục vụ ninh phát, cũng liếm gót giày của hoàng đế. Vậy nên đừng ăn nói tùy tiện như vậy. Đừng hét lên thế, cả Nixi -si nói bằng giọng hòa giải. Tôi không nên nói xấu ông như thế, tin tôi đi việc ông đang giữ đứa con gái và ninh phát đang truy lùng nó là một điều tốt tôi rất vui lòng khi nhìn ông lĩnh phần thưởng chứ không phải bọn chó ninh phát ấy và ông phục vụ thống đốc ai mà chọn được chủ của mình chứ phải không thôi nào ngồi xuống với chúng tôi và uống một ly mừng cuộc hội ngộ này nào chà sao lại không scomlit đồng tình đưa tôi một đoạn dây tôi sẽ trói đứa con gái vào cây cột cạnh tên rác của ông được chứ các Nixie -si cười rần. Skomlip, cơn ác mộng của biên giới. Người đàn ông to béo sặc sụa. Lực lượng cảnh vệ của Ninh Pháp. Phải rồi, Skomlip, trói cô ta chặt vào. Nhưng hãy dùng một đoạn xích sắt, bởi vì ả tù nhân nguy hiểm này chuẩn bị giật đứt dây ra và bẻ gãy mũi ông trước khi chạy mất đấy. Trong cô ta ghê gớm tới nỗi tóc tai tôi dựng ngược hết lên này. Skomlip và thậm chí cả đồng đội cũng phá ra cười. Tên Trapper đang giữ Siri đỏ mặt, bỏ dây xuống và quay lại bàn. Tôi muốn chắc chắn, chứ không phải. Đừng lo về mấy thằng đẻo cán này. Vơ ca ngắt lời, bẻ đôi chiếc bánh mì trong tay. Nếu muốn nói chuyện, hãy ngồi xuống và làm một cốc. Còn đứa con gái này, ông có thể treo ngược cô ta lên xà nhà cũng được. Tôi không quan tâm. Đúng thật là buồn cười, Skomlik. Đối với ông và ngài thống đốc của ông, Cô ta có thể là một tù nhân quan trọng, nhưng đối với tôi cô ta là một đứa trẻ rách rưới và sợ sệt. Ông muốn trói cô ta lại. Tin tôi đi, cô ta còn chẳng đứng nổi chứ đừng nói là chạy trốn. Ông sợ cái gì? Tôi sẽ nói tôi sợ cái gì? Skomlik cắn môi. Đây là một ngôi làng của Ninh Phát. Ở đây chúng ta không được chào đón bằng muối và bánh mì, và đối với tên rác của ông, họ nói rằng mình đang đẻo sẵn một cây cọc cho hắn và đó là quyền của họ. Ngài thống đốc đã ra sắc dụ rằng công lý sẽ được thực thi với những tên cướp đường ngay tại nơi bị bắt. Và nếu không giao tù nhân ra cho họ, thì mấy cây cọc đó sẽ dành cho tất cả các ông. Ôi trời! Người đàn ông to béo nói. Đến quả cũng dọa được cái lũ đó. Tốt hơn hết là họ đừng có đụng đến chúng ta bằng không máu sẽ đổ. Chúng ta sẽ không giao tên rác ra. Vơ ca nói. Chúng ta sẽ tới tiếp phi. Nam Tước Lục có thể bàn luận với thống đốc. A, à, cứ để họ cãi cọ vô ích. Ngồi xuống đi. Tên Trapper bỏ kiếm ra, các Nipsey -si vui vẻ gọi chủ quán. Skolnick với lấy một cái ghế và đá nó về phía cây cột, túng lấy Siri và dúi cô bé ngã vào gã thanh niên đang bị cột chặt. Ở yên đó. Hắn lào bào. Và đừng có ngọ ngoại nữa, con đĩ này. Bọn chó. Gã thanh niên kêu lên, nheo mắt nhìn hắn bọn khốn nạn. Siri không hiểu được phần lớn câu từ thoát ra từ cái miệng méo sệt của anh ta, nhưng nhờ vào nét thay đổi trên gương mặt của Skomlip, cô có thể đoán được rằng chúng phải tục tiểu và xúc phạm vô cùng. Tên Trapper tái nhật vì giận dữ, bàn tay run rẩy, hắn tát vào mặt gã thanh niên, túng lấy tóc anh ta và dập đầu anh ta vào cột. Này! Vơ ca kêu lên, đứng dậy. Có chuyện gì thế? Tôi đang nhổ răng của con chuột bẩn thiểu này. Skomlit gầm gừ. Tôi sẽ đá cả hai chân vào mông hắn. Lại đây đi và đừng đánh đập hắn nữa. Gã Nipsey -si ngồi xuống, nhấp một ngụm bia và chùi ria mép. Ả à, tù nhân của ông có thể ngồi, chúng tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Và ngươi, cây lai, đừng đùa với quỷ nữa. Hãy ngồi yên đó và nghĩ về cái giá treo cổ mà Nam Tước lúc đã cho dựng lên. Danh sách những điều mà Ngài Nam Tước định làm với ngươi đã được viết sẵn rồi, và tin ta đi, nó dài đến 3 mét lận. Cả nửa thị trấn đã cá cược xem ngươi sẽ chịu được bao lâu. Thế nên hãy giữ sức đi, rác. Ta cũng đã cược một mớ vàng và hy vọng rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng và trụ lại cho tới lúc bị thiến. Cây lai quay đầu lại và khạc ra, xa hết mức mà sợi dây lưng quấn quanh cổ cho phép. Skomlip lôi thắt lưng ra và lường Siri bằng ánh mắt đe dọa, rồi gia nhập cùng với đồng đội ở bàn, chửi rủa. Bởi vì cái cốc mà người chủ quán mang ra cho hắn chỉ còn lại chút bọt. Làm sao ông bắt được cây lai? Hắn hỏi, tỏ ý muốn gọi chủ quán. Và trên cả, còn sống nữa. Bởi vì vị trí của hắn trong băng rác, tôi phải thấy tháng phục ông. Nói thật, ca lên tiếng, nhìn chăm chú cái thứ vừa cậy ra từ mũi, chúng tôi đã gặp may, thế thôi. Hắn tách khỏi băng nhóm để tới Newport gặp một ả điếm và ngủ qua đêm ở đó tay thị trưởng, mà biết là chúng tôi đang ở gần đấy, đã gửi điện báo. Chúng tôi tới trước lúc bình minh và tóm được hắn trong vựa cỏ khô, trước khi hắn kịp chuồn mất. Và ả điếm của hắn đã tiêu khiển cho tất cả chúng tôi. Người đàn ông to béo cười. Có vẻ như là cây lai like vẫn chưa thỏa mãn cô ta. Khi chúng tôi xong việc cô ta không nhấc nổi tay chân được nữa. Vậy thì tôi phải nói điều này với lũ khốn các ông. Skomlik nói lớn và mỉa mai lẽ ra các ông có thể đã kiếm thêm được tiền. Thay vì tốn thời gian với ả điếm đó, các ông có thể đuổi theo băng rác và tìm xem chúng qua đêm ở đâu. Các ông lẽ ra có thể tóm được Gesell và Rip, chỉ Gesell không thôi, nhà van nhang của Sada đã ra giá 20 florin năm ngoái. Và con đĩ đó, tên cô ta là gì nhỉ, Mistel, Tôi nghĩ vậy, ngài thống đốc sẽ trả nhiều tiền hơn cho cô ta sau những gì mà cô ta đã làm với cháu trai ông ấy ở Đờ Rui khi băng rác cướp một đoàn xe. Ông, Skomlik. Vơ gầm gừ, hoặc là ngu bẩm sinh, hoặc là cái cuộc sống này đã làm làm gì bậy bạ với cái đầu ông rồi. Chúng tôi chỉ có sáu người. Ông nghĩ tôi sẽ tấn công cả băng nhóm chỉ với sáu người. Và phần thưởng sẽ không tuột khỏi tay chúng tôi đâu. Nam tước lúc sẽ luộc sống cây lai trong hầm ngục chứ không tốn thời gian đâu tin tôi đi cây lai rồi sẽ phải khai thôi cho chúng tôi biết tất cả nơi ẩn nấp và trú ẩn của bọn chúng rồi chúng tôi sẽ tập hợp một đội mạnh bao vây và lùa chúng như lùa cua rõ ràng là chúng sẽ đợi khi chúng biết được cây lai đã bị các ông bắt chúng sẽ trốn ở những nơi ẩn náu khác không vơ ca ông phải nhìn vào sự thật ông đã đánh đổi phần thưởng lấy một ả điếm ông thật là đầu ông chỉ toàn thức thôi ông là đồ ngu. Vơ ca đứng dậy. Nếu ông vội như thế thì cứ việc đuổi theo bọn rác với cái băng nhóm anh hùng của mình. Nhưng coi chừng đấy, sang cướp không giống như bắt trẻ vị thành niên đâu. Các Nipsey và Trapper bắt đầu la ó và chửi bới lẫn nhau. Người chủ quán nhanh chóng mang thêm bia ra, bắt lấy cái cốc rỗng trong tay người đàn ông to béo mà đang nhắm vào Skomlik. Cuộc xung đột sớm dịu đi, bia làm ướt cổ họng và hạ hỏa. Mang thức ăn lên. Họ hét lên với tay chủ quán béo ị, trứng tráng với xúc xích, đậu, bánh mì và pho mát. Và bia. Ông lào bào cái gì, Skomlik? Ngày hôm nay chúng ta có tiền. Chúng ta đã bắt được cây lai cùng với con ngựa của hắn, ví, trang sức, kiếm, yên cương và gia cừu, và mọi thứ chúng tôi đã bán hết cho người lùng. Chúng tôi cũng bán cả đôi giày đỏ của ả điếm nữa. Và sợi dây chuyền của cô ta. Ho, ho, còn lý do nào tốt hơn để uống nữa ông mừng làm cái gì chúng tôi mới có lý do để uống đâu phải ông ông chỉ có thể đi vắt mũi với bắt trận cho con bé kia thôi tù nhân với chiến lợi phẩm của ông đó ha ha thằng con hoang ha ha ngồi xuống đi và ngậm miệng lại hãy uống nào chúng tôi mời trứng tráng đâu rồi chủ quán bệnh dịch bắt ông đi nhanh tay lên và mang thêm bia nữa siri đang nghe truyện trên tv audio cv thu người lại trên ghế ngẩng đầu lên nhận thấy đôi mắt xanh lục giận dữ của cây lai đang liếc nhìn cô từ dưới bần tóc vàng tả tơi một cơn ớn lạnh chạy dọc người cô Cương mặt của cây lai dù không xấu xí nhưng rất độc ác rất độc ác siri chợt nhận ra gã thanh niên mà không già hơn cô là bao này dám làm mọi thứ mình muốn Tôi nghĩ là các vị thần đã gửi cô đến cho tôi, gã rác nói, đôi mắt xanh xuyên thủng cô. Vậy mà tôi đã từng không tin họ, thế nhưng họ vẫn gửi cô đến cho tôi. Đừng nhìn, đồ ngốc. Cô phải giúp tôi, giỏng tay lên mà nghe này, chết tiệt. Siri càng thu mình lại, hạ thấp đầu. Nghe này, cây lai like rít lên, nghe răng ra và trong một thoáng nhìn như một con chuột thực sự. Trong vài phút nữa, khi gã chủ quán đi qua đây, hãy la lên, nghe tôi này, chết tiệt. Không, cô nói. Hắn sẽ đánh tôi. Đôi môi của cây lai giật giật và Siri hiểu rằng bị Skomlik đánh chẳng nhầm nhò gì so với thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mặc dù Skomlik rất to con và cây lai thì nhỏ và bị trói, cô vẫn có thể cảm thấy rằng ai mới là kẻ đáng sợ hơn. Nếu cô giúp tôi, cả rác thì thầm. Tôi sẽ giúp cô. Tôi không một mình đâu tôi có những người bạn mà sẽ không để cô lại đây, cô hiểu chứ? Nhưng khi bạn tôi đến, khi mọi việc bắt đầu, tôi không thể bị trói vào cây cột này bởi vì tôi sẽ bị lũ khốn kia chặt ra thành từng mảnh, nghe tôi đi, chết tiệt. Tôi sẽ bảo cô phải làm gì? Siri cúi đầu còn thấp hơn. Đôi môi cô run rẩy. Các nipsy si và Trapper ngấu nghiến trứng tráng như lợn rừng. Tay chủ quán quay lại bàn từ cái nồi bốc khói và đem theo mấy vại bia cùng bánh mì tôi đói. Siri miễn cưỡng la lên, hơi tái đi. Tay chủ quán dừng lại, nhìn cô bé, rồi quay sang cái bàn nhậu. Tôi có thể cho cô ta chút gì không, thưa các ngài? Không. Skomlik nói, đỏ rực và nhổ trứng tráng ra. Tránh xa cô ta ra, đến gần cô ta và ta sẽ bẻ dò ngươi. Ta cấm. Còn mày, ngồi im đó và ngậm họng lại đi, nếu không. Này, này, Skomlik, cô ta đã làm gì chứ vơ ca chen vào nuốt một miếng bánh mì với hành khô nhìn ông ta xem các cậu ông ta ăn bằng tiền của người khác nhưng lại keo kịp với đứa con gái chủ quán cho cô ta một cái bát ta trả tiền vậy nên ta sẽ quyết định ai được ăn và ai không và người nào không đồng ý thì cứ việc cuốn xéo scomlick lại đỏ mặt hơn nhưng không nói gì tôi vừa mới nhớ ra một chuyện vơ ca thêm vào tên rác cũng phải được ăn nữa, nếu không hắn sẽ ngất xỉu trên đường, và rồi ngài Nam Tước sẽ lột da chúng ta, tin tôi đi. Này con bé kia, bón cho hắn. Chủ quán, đem cho chúng ít đồ ăn đi. Còn ông, Skomlip, ông bị sao thế? Ông bực bội cái gì? Để mắt đến cô ta đấy, tên Trapper ra hiệu về phía Siri, bởi vì đây là một con chim kỳ lạ. Nếu bình thường, Ninh Pháp đã chẳng truy lùng cô ta, và ngài thống đốc cũng chẳng ra tiền thưởng nếu muốn biết cô ta bình thường hay bất thường người đàn ông to béo cười lớn tôi có thể cho ông xem chỉ cần nhìn vào giữa hai chân cô ta thôi các anh em thấy thế nào hả chúng ta có nên đem cô ta ra nhà kho một lát không đừng có dám đụng vào cô ta scomlit gầm gừ tôi không cho phép đó trong kìa cứ như thể chúng ta cần ông ta cho phép ý Chuyện này ngoài tầm tay của tôi, tôi phải trao trả cô ta còn sống và lành lặn. Thống đốc Amarillo. Kệ mẹ cái lão thống đốc của ông. Ông ăn uống bằng tiền của chúng tôi và giờ từ chối chúng tôi một nháy với ả điếm này. Này, Scumlip, đừng có keo kiệt thế chứ. Đầu ông sẽ không rơi xuống đâu, đừng sợ, hay là tiền của ông cũng chẳng giảm bớt đi. Ông sẽ trao trả cô ta lành lặn, một đứa con gái có phải một cái bàn quan đâu cô ta sẽ không nổ tung chỉ vì một lần vui vẻ đâu. Các nipsy si phá lên cười châm chọc. Đồng đội của Skomlit cũng hồ vào. Siri run rẩy, mặt biến sắc và ngước lên. Cây lai miễn cười mỉa mai. Giờ thì cô hiểu chưa, anh ta thì thầm, một khi say mềm chúng sẽ cưỡng bức cô. Đánh đập cô. Giờ thì chúng ta cùng hội cùng thuyền. Hãy làm như tôi bảo. Nếu tôi thành công, cô cũng thức ăn sẵn sàng rồi đây chủ quán la lên ông ta không có giọng ninh phát lại đây nào cô gái một con dao siri thì thầm nhận lấy cái bát từ chủ quán cái gì đưa tôi một con dao nhanh lên thế là đủ rồi không thêm nữa chủ quán giả vờ hét lên nheo mắt nhìn về phía cái bàn tiệc và cho thêm thịt lợn vào nồi làm ơn đi đi một con dao không Tôi thấy tội cho cô, cô gái. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể, xin hãy hiểu cho. Đi đi. Sẽ không ai bước ra khỏi cái quán trọ này mà còn sống, cô nhắc lại lời của cây lai bằng một giọng run rẩy. Một con dao, nhanh lên. Và khi mọi chuyện bắt đầu, chạy đi. Giữ chắc cái bát vào, đồ quỷ. Người chủ quán kêu lên, quay người lại để che cho Siri. Ông ta tái nhợt và răng đánh cầm cập lại gần cái chảo hơn đi cô bé cảm thấy cái lạnh của con dao làm bếp mà ông ta luồn cho mình từ trên thắt lưng lấy vạt áo che đi giỏi lắm cây lai like rít lên giờ hãy ngồi xuống để chắn cho tôi đặt cái bát vào lòng tôi cầm cái thìa bằng tay trái và con dao bằng tay phải giờ thì cắt dây đi không phải ở đó đồ đần cắt cái nút buộc ý cẩn thận chúng đang nhìn kìa Siri cảm thấy cổ họng khô rác, đầu cô bé cúi gần chạm cái bát. Bón cho tôi ăn và cũng tự ăn chút gì đi. Đôi mắt xanh của anh ta nhìn cô từ dưới cặp mi hé một nửa, trông có vẻ mơ màng. Chậm thôi, chậm thôi. Hãy dũng cảm lên, cô gái. Nếu tôi thoát được, cô cũng đúng. Siri nghĩ trong khi cắt dây. Con dao có mùi hành khô và sắt, cạnh dao mòn đi vì mài quá nhiều. Anh ta nói đúng. Làm sao mình biết được lũ vô lại này định đem mình đi đâu? Làm sao mình biết được cái lão thống đốc Ninh Phát này muốn gì ở mình? Có thể thứ đang chờ đợi mình ở Amarillo là bánh xe, khoang, hàng đống sắt nung, mình sẽ không bị vác đi như cừu vào lò mổ. Tốt hơn hết là đánh liều. Với một tiếng gầm, cái cửa sổ vỡ tung vào bên trong, cùng với khung cửa, những khúc gỗ dùng để chặt củi ở bên ngoài bay vào bàn, đánh đổ hết cốc và bát đĩa. Theo chân những khúc gỗ, một cô gái với mái tóc vàng cắt ngắn nhảy lên bàn, mặc một cái áo đỏ và ủng cao quá đầu gối. Cô ta quỳ xuống, vẫy kiếm. Một tên Missy, phản ứng chậm hơn, đã không kịp đứng dậy và lùi lại, hắn đổ xuống đất, máu bắn ra từ cổ. Cô gái nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhường chỗ cho một thanh niên mặc áo khoác da cừu nhảy vào qua cửa sổ. Băng rác. Vơ ca hét lên, vật lộn với thanh kiếm đang vướng vào thắt lưng gã to béo rút vũ khí ra nhảy về phía cô gái đang quỳ trên sàn vung kiếm nhưng cô gái vẫn đang quỳ khéo léo đỡ đòn đánh và đổ rạp xuống đất gã thanh niên mặc áo da cừu vừa mới nhảy theo cô ta chém vào thái dương hắn dễ dàng gã to béo đổ xuống đất như một tấm thảm rơm cánh cửa nhà trọ bật mở với một cú đá và hai tên rác nữa bước vào người đầu tiên cao ráo da sậm và mặc một chiếc áo khoác da buộc khăn quàng đỏ trước cổ với hai nhát kiếm chớp nhoáng anh ta đốn ngã hai tên trapper vào góc phòng và đuổi theo Verka. Người thứ hai, một người vai rộng tóc vàng, cắt một đường kiếm mạnh về phía Remit, em trai của Skomlik. Tất cả số còn lại tháo chạy về phía nhà bếp. Nhưng băng rác cũng từ trong đó bước ra. Một cô gái da đen mặc quần áo sặc sỡ nhảy tới, bằng một cú chọc từ thanh kiếm, xuyên thủng một tên trapper, rồi đuổi theo kẻ còn lại và nhanh như cắt đâm chết người chủ quán trước khi ông ta kịp la lên mình là ai. Căn phòng tràn ngập tiếng la hét và gương kiếm chan chát. Siri nấp sau cột nhà. Mixed Kayla la lên, đã thoát ra được khỏi sợi dây trói và giờ đang vật lộn với cái thắt lưng đang buộc của mình vào cột nhà. Dè xeo. Trip. Ra chỗ tôi. Tuy nhiên, băng rác vẫn còn đang bận chiến đấu, nhưng Scumlip đã nghe thấy tiếng kêu của Cây lai Tên Trapper quay lại với ý định đâm gã rác dính vào cột. Siri hành động nhanh và theo phản xạ, y như trận đấu với con Wyvern ở Goveland, y như ở Thanet, tất cả các động tác mà cô bé đã học ở cây mo hơn chợt bộc phát, tự ý triển khai mà không cần đợi cô. Siri nhảy ra từ đằng sau cây cột, xoay nửa vòng, lao vào Skomlip và đá trúng hông hắn. Cô quá nhỏ con và yếu ớt để có thể xô ngã được tên Trapper, nhưng cũng phá được nhịp di chuyển của hắn và khiến sự chú ý của hắn hướng vào mình. Con điếm Scomlit vung kiếm và bầu không khí rít lên. Thân thể Siri lại tự né, tên Trapper Swift thì bị đường kiếm của mình kéo ngã dập mặt. Chữ thề ác liệt, hắn lại tấn công, dùng toàn trọng lượng cơ thể lên đòn đánh. Siri nhanh nhẹn tránh sang bên, đáp nhẹ nhàng bằng chân trái rồi xoay mình theo hướng ngược lại. Scomlit lại tấn công, nhưng không với đến cô. Verka đột nhiên ngã vào giữa bọn họ, người bết máu. Tên Trapper lùi lại và nhìn xung quanh bao vây hắn là xác chết và băng rác đang tiến lại từ mọi hướng kiếm sẵn sàng trong tay dừng lại người da sậm quàng khăn đỏ nói lạnh lùng cuối cùng cũng cởi trói cho cây lai có vẻ như hắn muốn cắt đôi cô gái này ra bằng mọi giá tôi không biết tại sao tôi cũng không biết nhờ vào phép màu nào mà hắn vẫn chưa thực hiện được nhưng hãy cho hắn một cơ hội vì hắn khao khát đến mức đó cơ mà hãy cho cả cô ta một cơ hội nữa Dê nói, người có bờ vai rộng. Hãy để đây là một trận chiến công bằng. Đưa sắt cho cô ta, Spark. Siri cảm thấy cán kiếm ở trong tay. Nó hơi nặng quá. Skomlip nguyền rủa điên loạn, xông tới cô, nhấc cao thanh kiếm trong tay. Hắn quá chậm. Siri tránh bằng động tác giả và nửa bước chân, không thèm đỡ đòn đánh đang giáng xuống. Thanh kiếm có tác dụng như đối trọng khiến cô di chuyển nhẹ nhàng hơn. Phi thường, Cô gái cắt tóc ngắn cười. Cô ta là một vận động viên thứ thiệt đấy. Cô ta rất nhanh. Người mặc trang phục sặc sỡ mà đã đưa cho Siri thanh kiếm nói. Nhanh như một người eo vết. Này ngươi, có lẽ ngươi muốn đấu với một trong số chúng ta. Bởi vì ngươi chẳng có lấy một tí cơ hội nào với cô ta cả. Skomlip lườm lại, rồi đột nhiên bật về phía Siri, vương mình hết cỡ như một con cò. Siri tránh đợt tấn công, chuyển mình. Trong một giây cô trông thấy một mạch máu đập thình thịch trên cổ Skomlik. Cô biết rằng trong tư thế này hắn sẽ không thể né được. Cô biết phải tấn công vào đâu và như thế nào. Nhưng cô đã không tấn công. Đủ rồi. Cô cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình. Cô gái mặc trang phục sặc sỡ đẩy cô, trong khi hai tên rác, người thanh niên khoác áo da cừu và người tóc ngắn, dùng Skomlik vào một góc. Đùa thế là đủ rồi trang phục sặc sỡ nhắc lại, Siri quay sang đối diện với cô ta. Mất thời gian quá. Và đó là lỗi của cô, cô gái. Cô có thể giết hắn, nhưng đã không xuống tay. Tôi có cảm tưởng là cô không sống nổi được lâu nữa đâu. Siri run rẩy, nhìn vào đôi mắt hạnh nhân đen, lớn, những chiếc răng hé ra qua nụ cười nhỏ tới nỗi không nhận ra nổi. Đó không phải mắt và răng của con người. Cô gái mặc trang phục sặc sỡ là một người eo vét đến lúc kết thúc rồi. Gia Seo, người quàng khăn đỏ, rõ ràng là thủ lĩnh nói lớn. Đúng thật là mất thời gian. Misto, kết liễu tên khốn đó đi. Tóc ngắn tiến lại gần, kiếm trong tay. Xin hãy thương hại. Skomlik trên la, quỳ xuống. Hãy tha mạng cho tôi. Tôi còn con nhỏ. Cô gái vung một nhát kiếm mạnh, xoay hông. Máu bắn lên thành những vệt lớn trên bức tường trắng toát ta không thể chịu nổi trẻ con. Tóc ngắn nói, trong khi vẫy máu ra khỏi kiếm bằng một động tác nhanh gọn. Đừng đứng được ra đó như thế, Misto. Khăn quàng đỏ dục cô ta. Ra chỗ mấy con ngựa mau. Chúng ta phải biến thôi. Đây là một ngôi làng của Ninh Pháp, chúng ta không có bạn ở đây. Băng rác nhanh chóng rút khỏi nhà trọ. Siri không biết phải làm gì, nhưng cũng không có thời gian để do dự. Misto, người cắt tóc ngắn, đẩy cô bé ra phía cửa. Trước nhà trọ, nằm giữa đống xương gặm nham nhở và cốc đất sét là xác của hai tên Nixi -si canh cửa. Các nông dân cầm chĩa đang chạy ra từ trong làng, nhưng khi trông thấy băng rác, tất cả đều nhanh chóng lủi vào nhà. Cô có biết cưỡi ngựa không? Miss Quát Có. Vậy thì lên đi và chuồng thôi. Đầu của tất cả chúng ta đều được treo phần thưởng trong ngôi làng này. Họ đang đi tìm nỏ và giáo chạy phía sau dây xeo, giữa đường, và tránh xa những ngôi nhà ra. Siri nhảy qua cái hàng rào thấp, túng lấy dây cương một con ngựa của mấy tên trapper, bay lên yên và để thanh kiếm mà cô vẫn chưa bỏ xuống ra đằng sau. Cô phi nước đại đằng trước cây lai và người eo sặc sở, có tên Spark. Băng rác hướng về phía cái cối xay. Cô trông thấy một người đàn ông cầm nỏ nhảy ra từ bóng tối của một ngôi nhà, nhắm vào lưng dây xeo. Ngăn hắn lại cô nghe thấy từ đằng sau ngăn hắn lại cô gái Siri nghiêng sang bên giật dây cương và bắt con ngựa chuyển hướng giơ kiếm lên người đàn ông cầm nỏ quay lại trong dây cuối cùng cô trông thấy gương mặt ông ta ngập tràn sợ hãi bàn tay cô lưỡng lự trong giây lát mà quá đủ để ngựa của cô chạy ngang qua mặt ông ta cô nghe thấy tiếng dây bật tiếng con ngựa hí quỵ xuống và nằm lăn ra đất Siri nhảy đạp chân lên bàn đạp hạ cánh nhẹ nhàng trong tư thế ngồi xổm spark đang chạy lại chém một đường kiếm từ trên yên đốn ngã người cung thủ ông ta quỵ xuống ngã sấp mặt vào một vũng bùn con ngựa bị thương khịt mũi và bật sang bên cuối cùng chạy vào giữa những ngôi nhà chân đạp điên cuồng đồ ngu người elvet quát lên khi chạy qua Siri. đồ ngu ngốc chết tiệt nhảy lên đi cây lai la chạy lại gần cô bé Siri chạy, nắm lấy bàn tay anh ta đang chìa ra. Lực kéo mạnh đến nỗi làm trực khớp vai cô, nhưng cô đã lên được yên ngựa, bám lấy lưng của gã rác tóc vàng. Họ phi qua Spark. Người Elvet quay đầu lại, đuổi theo một cung thủ khác, người ngay lập tức bỏ vũ khí xuống và chạy về phía cánh cửa nhà kho. Spark bắt kịp ông ta dễ dàng. Siri quay mặt đi. Cô nghe tiếng người cung thủ la lên như thú hoang. Mistel bắt kịp họ, kéo theo một con ngựa. cô ta hét cái gì đó. Siri không thể hiểu được, nhưng nhận ra ngay tức thì, cô bỏ lưng cây lai ra và nhảy xuống đất, chạy tới con ngựa đang đứng gần một ngôi nhà với khoảng cách nguy hiểm. Misto ném dây cương cho cô, nhìn lên và hét một câu cảnh báo. Siri quay lại vừa kịp lúc để làm một động tác xoay nửa vòng mà giúp cô tránh được một ngọn giáo đang bay đến từ tay một người nông dân vạm vỡ vừa mới hiện ra từ một cái chuồng lợn. Chuyện xảy ra tiếp theo đã ám ảnh những giấc mơ của cô trong một thời gian dài. Cô bé nhớ mọi thứ, mọi chuyển động. Cú xoay nửa vòng cứu cô khỏi ngọn giáo, đặt cô vào một vị trí lý tưởng. Tuy nhiên, người nông dân đang quá nghiêng về phía trước do cầm ngọn giáo bằng cả hai tay, đã không thể nhảy đi hay che chắn cho mình. Siri cắt một nhát, xoay một nửa vòng đối diện. Trong một thoáng cô trông thấy đôi môi ông ta hé ra một tiếng hét trên gương mặt lúng phúng râu nhiều ngày không cạo cô trông thấy vệt cháy nắng do đội mũ trên cái đầu trọc lóc của ông ta. Và rồi mọi thứ khác cô trông thấy đều bị nhấn chìm bởi một dòng suối máu. Vẫn giữ dây cương con ngựa, cô bé ngã chuối xuống khi con vật bất chợt lồng lên. Siri không bỏ dây cương ra. Người đàn ông đang dãy chết bị đá vào đống rơm và phân bón, máu chảy ra như lợn bị cắt tiết. Siri cảm thấy buồn nôn. Bên cạnh cô bé là Spark. Người Elvet cầm lấy dây cương và giật, Bắc Siri cũng vẫn đang túng lấy dây cương, phải đứng dậy lên ngựa. Cô ta hét và chạy. Siri kiềm chế cơn buồn nôn và nhảy lên yên ngựa. Thanh kiếm cô vẫn đang cầm trên tay dính máu. Cô cố hết sức bình sinh để không ném món vũ khí đi xa nhất có thể. Misto hiện ra từ giữa mấy ngôi nhà, đuổi theo hai người. Một thoát được do nhảy qua hàng rào, kẻ còn lại dính đòn, đổ gục xuống và hai tay ôm đầu cả Siri và người Elvet bắt đầu phi nước đại, nhưng sau một lúc lại đứng yên, đang trở về từ chỗ cái cối xay là Zeo với các rác còn lại. đằng sau họ là một nhóm nông dân đang la hét, khích lệ lẫn nhau. đi theo chúng tôi, Zeo hét lên khi vượt qua họ. đi theo chúng tôi, Misto. ra bờ sông, Misto nghiêng sang bên, giật dây cương quay đầu con ngựa lại và sớm phi ngay đằng sau anh ta, nhảy qua một hàng rào thấp. Siri cúi rạp xuống cổ con ngựa và lao theo. Sparky bên cạnh cô. Tốc độc của cuộc chạy trốn đã làm rối bù mái tóc đen đẹp đẽ của cô ta, để lộ ra cái tai nhọn với một chiếc khuyên nho nhỏ. Người đàn ông mà bị Misto đã thương vẫn đang quỳ giữa đường, cào cấu loạn xạ cái đầu chảy máu bằng hai tay. Spark quay lại, lao đến ông ta và chém bằng thanh kiếm trong tay với toàn bộ sức lực. Người đàn ông bị thương hét lên. Siri trông thấy những ngón tay bị chặt đứt bay sang bên như mấy miếng khoai chiên, rồi rơi bịch xuống đất như những con sâu béo ú trắng bệch. Với cố gắng phi thường, cô bé đã không nôn ra. Phía trước cái lỗ to đùng trên hàng rào là Misto và Cây Lai đang đợi, phần còn lại của băng rác đã chạy được một đoạn xa. Cả bốn phi nước đại ngay lập tức, ra bờ sông, nước bắn tung tóe quá đầu họ. Cúi rạp người xuống, họ vượt sang bãi cát ở bờ bên kia, rồi phi qua một cánh đồng phủ đầy hoa lupin. Spark, có con ngựa nhanh nhất, chạy đầu tiên. Họ đi vào một khu rừng, giữa bóng râm ẩm ướt của những thân cây dẻ gai. Họ bắt kịp Geseo và những người còn lại, nhưng chỉ dừng chân trong chốc lát. Họ băng qua rừng và tới một đầm lầy, rồi lại phi nước đại. Siri và lai sớm tục ở đằng sau, hai con ngựa của lũ Trapper không thể nào theo kịp với những con ngựa của băng rác. Siri còn có một vấn đề nữa, đây là một con ngựa lớn và bàn chân cô bé chỉ chới với tới bàn đạp, trong suốt lúc phi ngựa cô không thể điều chỉnh chúng được. Cô có thể cưỡi ngựa không cần bàn đạp, nhưng biết rằng cứ đà này cô không thể trụ được lâu. May mắn thay, sau vài phút Giselle đi chậm lại rồi dừng hẳn, để cho cô và cây lai có thể bắt kịp. Siri từ từ tiến lại. Cô bé vẫn không thể chỉnh cái bàn đạp. Không đi chậm lại, Cô chuyển chân phải qua và ngồi về một bên của y ngựa. Mistle, trông thấy dáng cưỡi ngựa của Siri, phá lên cười. Thấy không, dê yeah, Cô ta không chỉ là vận động viên, mà còn ở trong cả gánh xiếc nữa. Ê, cây anh kiếm đâu ra cái đồ quỷ này vậy? Spark, dừng con ngựa màu hạt dẻ tuyệt đẹp lại, vẫn khô ráo và nóng lòng đi tiếp, tiến lại gần con ngựa xám Siri đang cưỡi. Con ngựa kịp mũi và lùi lại, lúc lắc đầu. Siri ghim dây cương và nghiêng người trên yên. Cô có biết tại sao mà mình vẫn còn sống không? Đồ ngu, người eo vét lào bào, gạt tóc sang bên. Cái gã nông dân mà vô cùng quý trọng mạng sống của cô đó đã ra tay sớm và bắn trúng con ngựa. Nếu không thì giờ này cô đã có một mũi tên găm sau lưng rồi. Cô vẫn đeo thanh kiếm đó làm gì? Để mặc cô ta đi, Spark. Mistel nói, vuốt mồ hôi trên cổ con ngựa của mình. Gesell, chúng ta cần đi chậm lại, anh đang dứt lũ ngựa đấy. Làm gì có ai đuổi theo chúng ta? Tôi muốn vượt qua Venda càng sớm càng tốt. Gesell nói. Chúng ta có thể nghỉ ngơi khi đã qua con sông. Cây lai, ngựa của cậu thế nào? Nó chịu được. Đây là một con ngựa thuần chủng, không phải dùng để đua, nhưng vẫn rất dẻo dai. Vậy thì đi thôi. Đợi đã. Spark nói vậy còn đứa ranh con này. Gia xeo quay lại, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ và nhìn Siri. Gương mặt anh ta, biểu cảm của anh ta gợi cô nhớ đến cây lai cùng nét giận dữ trên môi, cùng đôi mắt nheo lại và hàm dưới nhô ra. Nhưng anh ta già hơn gã rác tóc vàng, những vệt xanh trên má cho thấy anh ta thường xuyên cạo râu. Đúng vậy. Anh ta nói gãy gọn. Còn cô thì sao, cô gái? Siri cúi đầu xuống. Cô ấy đã giúp. Cây lai nói: Nếu không vì cô ấy, tên trapper khốn kiếp đó đã đâm dính tôi vào cột. Những người dân làng, Mistel thêm vào, đã trông thấy cô ta bỏ chạy cùng chúng ta. Cô ta đã chém một người. Tôi không nghĩ là hắn sống nổi sau nhát kiếm đó. Mấy gã ninh phát đấy là nông dân. Nếu cô ta rơi vào tay họ, họ sẽ giết cô ta. Chúng ta không thể để mặc cô ta được. Spark mũi giận dữ, nhưng Zael giơ tay lên hãy vượt qua venda đã anh ta quyết định rồi xem đi nào ngồi cho ngay ngắn cô gái nếu cô ngã chúng tôi sẽ không quay lại đâu hiểu chứ siri gật đầu nói tôi nghe đi cô là ai cô tới từ đâu tên cô là gì tại sao cô lại bị áp tải siri cúi đầu trong lúc phi ngựa cô bé đã có nhiều thời gian để suy ngẫm và bịa ra một câu chuyện cô đã bị khá nhiều. Nhưng thủ lĩnh của băng rác có vẻ là người sẽ không dễ dàng tin vào ba cái mớ nhảm nhí đó. Nhanh lên, je xeo dục. Cô đã đi với chúng tôi được vài giờ rồi. Cô đã nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được nghe giọng của cô. Cô bị câm à. Ngọn lửa bắn lên không trung, lấp đầy cái láng bỏ hoang của một người chăn cừu bằng những cơn sóng ánh sáng. Như thể tuân theo lệnh dê xeo, ngọn lửa chiếu rọi gương mặt Siri, Khiến mọi người có thể dễ dàng phát hiện ra vẻ thành thật hay dối trá trong lời nói của cô. Nhưng mình không thể kể thật cho họ nghe, Siri cảm thấy tuyệt vọng. Họ là cướp, trộm. Nếu biết tại sao đám người Ninh Phát muốn mình, họ có thể sẽ muốn phần thưởng đó. Vả lại, sự thật quá hoang đường. Đến mình còn chẳng tin nổi nữa là. Chúng tôi đã cứu cô khỏi ngôi làng, thủ lĩnh của những tên cướp chậm rãi tiếp tục chúng tôi mang cô tới nơi ẩn náu của mình chi cho cô đồ ăn của mình cô ngồi đây cạnh đống lửa của chúng tôi vậy hãy nói cho tôi cô là ai để mặc cô ấy đi misto đột nhiên thốt lên khi nhìn anh je tôi lại nhớ đến bọn nixie hay trapper hay mấy thằng khốn người ninh phát đó tôi cảm thấy như mình đang ở trong một phòng hỏi cung bị trói vào một buồng giam trong hầm ngục misto đúng đó người tóc vàng khoác áo da cừu nói. Siri hơi giật mình khi nghe thấy giọng anh ta. Rõ ràng là cô gái không muốn nói mình là ai và cô ấy có quyền đó. Khi tôi gia nhập với anh, tôi cũng không nói nhiều lắm. Tôi đã không muốn đề cập rằng mình là một trong số mấy thằng khốn người ninh phát đó. Đừng có ngu thế, Rip. xe khoát tay. Với cậu thì khác. Còn cô, Misto, cô đang phóng đại lên thôi. Chẳng có ai hỏi cung gì ở đây cả. Tôi chỉ muốn nghe xem cô ấy là ai và từ đâu tới. Một khi đã biết tôi sẽ chỉ cho cô ấy đường về nhà, và có thế thôi. Làm sao tôi làm được mà không biết? Anh chẳng biết cái đất gì cả. Mr. Quay đi. Ngay cả khi cô ấy có một ngôi nhà, mà tôi cũng nghi ngờ đấy, thì bọn trapper cũng đã bắt được cô ấy trên đường, vì cô ấy đang đơn độc. Đó là đặc điểm của lũ hèn đó. Nếu bị đuổi đi, cô ấy sẽ không sống nổi ở trên núi. Chó sói sẽ xé xác cô ấy hoặc cô ấy sẽ chết vì đói. Vậy chúng ta làm gì với cô ấy bây giờ? Người vai rộng nói bằng chất giọng trẻ trung, trong khi lấy que cời lửa. Chúng ta có bỏ mặt cô ấy ở một ngôi làng nào đó không? Ý tưởng hay đấy, Asa. À, Mr. Mỉa Mai. Anh có biết mấy tay nông dân đó như thế nào không? Họ luôn thiếu người lao động họ sẽ bắt cô ấy chăn gia súc, đó là sau khi đã bẻ gãy hai chân để đảm bảo là cô ấy không chạy trốn được. Khi đêm xuống, cô ấy sẽ bị đối xử như một kẻ vô danh, và do vậy là tài sản công cộng. Anh biết là cô ấy sẽ trả tiền cho cái mái nhà trên đầu kiểu gì rồi đó. Và khi mùa xuân tới, cô ấy sẽ chết vì lên cơn sốt sau khi sinh hạ đứa con hoang của ai đó trong chuồng lợn. Nếu chúng ta để lại cho cô ấy con ngựa và thanh kiếm, Giê-seo nói từ tốn, vẫn đang nhìn Siri. Tôi sẽ không muốn là mấy tay nông dân định bẻ gãy chân cô ấy đâu. Hay có ý định làm một đứa con hoang. Cô đã thấy cô ấy múa như thế nào trong cái nhà trọ với tên trapper mà cô đã cắt cổ rồi đó. Hắn chỉ chém không khi trong khi cô ấy bình chân như vậy, ha, tôi không quan tâm tên cô ấy là gì hay gia đình là ai, nhưng sẽ rất vui lòng nếu biết cô ấy học được mấy trò đó ở đâu. Chiêu trò sẽ không cứu được cô ta, Stark đột nhiên nói nãy giờ vẫn đang bận mài kiếm. Cô ta chỉ biết múa. Để sống sót được, cô ta phải biết giết, mà rõ ràng là cô ta không làm được. Tôi nghĩ là cô ấy làm được. Cây lai miễn cười. Lúc ở ngôi làng đó cô ấy đã rạch cổ một gã nông dân, máu bắn phải xa đến nửa mét. Và cô ta suýt ngất khi nhìn thấy cảnh đó. Người eo vét kịp mũi. Bởi vì cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mr. chen vào. Tôi có thể đoán được cô ấy là ai và cô ấy học được mấy mánh đó từ đâu. Tôi đã từng nhìn thấy những người như cô ấy rồi. Cô ấy là một vũ công hay người làm trò nhào lộn trong một gánh xiếc. Và kể từ khi nào, Spark lại khịt mũi, chúng ta bắt đầu quan tâm đến vũ công hay người làm xiếc. Chết tiệt, sắp nửa đêm rồi, tôi thấy buồn ngủ lắm. Dừng cái màn trò chuyện sáo rỗng này đi. Chúng ta phải ngủ và nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ tới Fogger tay trưởng làng đó đã giao cây lai cho lũ Nixi. Cả ngôi làng tối nay sẽ đỏ rực cho mà xem. Còn cô ta? Cô ta có thể lấy con ngựa và thanh kiếm, cô ta đã giành được chúng một cách công bằng. Đưa cho cô ta chút đồ ăn và tiền. Vì đã giúp cứu cây lai. Hãy để cô ta đi đâu tùy thích, làm gì tùy thích. Tốt thôi. Siri nói, cắn môi và đứng dậy. Sự im lặng bao trùm chỉ trừ tiếng lách tách của lửa. Băng rác nhìn cô với vẻ tò mò, chờ đợi. Tốt thôi. Cô nhắc lại, ngạc nhiên vì giọng nói của mình quá xa lạ. Tôi không cần các người, tôi không đòi hỏi điều gì, và tôi không muốn ở cùng các người. Tôi sẽ đi. Vậy là cô không bị câm. Gia Seo nói nghiêm nghị. Cô có thể nói, và còn chua chát là đằng khác. Nhìn mắt cô ta xem. Spark đột lại. Nhìn cô ta ngẩng đầu cao chưa kìa một con chim săn mồi đích thực diều hâu cô muốn đi cây lai hỏi nhưng cô có biết là đi đâu không anh quan tâm làm gì siri hét lên đôi mắt rực một ngọn lửa xanh lục tôi có hỏi anh đi đâu không tôi không quan tâm tôi không cần các người chút nào tôi có thể tôi có thể tự lo liệu một mình một mình misto nhắc lại mỉm cười bí ẩn Siri im lặng, đầu cuối thấp. Băng rác cũng im lặng. Giờ đang là buổi đêm. Cuối cùng seo lên tiếng. Đừng đi vào buổi đêm. Đừng đi một mình, cô gái. Kẻ nào đi một mình, sẽ chết một mình. Ở đó, gần mấy con ngựa, có chăn và chiếu. Hãy lấy một ít. Buổi đêm trên núi rất lạnh. Sao cô nhìn tôi bằng cặp đèn lồng đó? Hãy chuẩn bị giường và ngủ một giấc cô cần nghỉ ngơi. Sau một phút cân nhắc, Siri nghe theo. Khi quay lại, cô bé đem theo một cái chăn và chiếu. Băng rác không còn ngồi quanh đống lửa nữa. Họ đứng thành một vòng tròn, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ. Chúng ta là băng rác của vùng cao nguyên. Gia Seo nói tự hào. Chúng ta ngửi thấy chiến lợi phẩm từ xa cả dặm. Và không có gì chúng ta không thể lấy trộn. Chúng ta là băng rác. Lại đây nào, cô gái. Cô bé vâng lời. Cô không có gì cả. Gia nói, đưa cho cô một sợi dây lưng bằng bạc. Hãy nhận vật này. Cô không có gì và không có ai. Bích nói, mỉm cười, tròn qua vai cô một chiếc áo chẻn sa tanh màu xanh lục và một chiếc áo cánh mỏng. Cô không có gì. A nhắc lại sau khi đưa Siri một giải đeo gương trạm rổ. Cô không có gia đình. Trip nói bằng chất giọng ninh phát, đưa cho cô một đôi găng tay mềm cô không có ai ở nơi đâu cô cũng là người lạ spark kết thúc miễn cưỡng và nhanh tay đội một chiếc mũ bê rê đính lông gà tây lên đầu cô một kẻ ngoài cuộc ở mọi nơi và luôn luôn khác biệt chúng tôi sẽ gọi cô là gì đây diều hâu nhỏ siri nhìn vào mắt cô ta ganh ca người eo vét cười một khi đã nói cô nói bằng rất nhiều thứ tiếng diều hâu nhỏ được rồi. Cô sẽ mang một cái tên của giống loài cổ xưa, một cái tên mà cô đã tự chọn. Cô sẽ được gọi là Phan Ca. Phan Ca. Cô bé không ngủ được. Những con ngựa dậm chân và hí khẽ trong đêm, gió xào xạc qua tán thông. Bầu trời đầy sao. Con mắt, ngôi sao chỉ đường trung thành cho cô trong sa mạc, sáng rực rỡ. Con mắt nằm ở phía tây. Nhưng Siri không chắc lắm cô bé không chắc về cái gì nữa. Cô không thể ngủ được dù cho đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày cô cảm thấy an toàn. Cô không còn cô đơn nữa. Cô rải chiếu và chăn vào một góc, cách xa băng rác, đang ngủ trên sàn nhà của cái láng, cạnh đống lửa. Cô ở cách xa họ nhưng vẫn cảm thấy sự gần gũi. Cô không còn cô đơn nữa. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Đừng sợ. Giọng cây lai cất lên. Tôi sẽ không nói với ai đâu, gã rác tóc vàng thì thầm, cúi xuống bên cạnh cô. Tôi sẽ không kể với ai về phần thưởng mà thống đốc Amarillo treo trên đầu cô. Ở cái nhà trọ đó cô đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ đền đáp cô. Bằng một điều rất đẹp. Ngay bây giờ. Anh ta nằm xuống cạnh cô, từ từ và cẩn thận. Siri định đứng dậy nhưng cây lai ép cô nằm xuống bằng một hành động không thô bạo, mà cứng rắn và mạnh mẽ. Anh ta dịu dàng đặt một ngón tay lên môi cô. Không cần thiết. Siri đông cứng vì sợ và cổ khô rác, cô không thể kêu được dù muốn. Nhưng cô đã không làm. Sự im lặng và bóng tối tốt hơn. An toàn hơn. Thân mật hơn. Che đi nỗi sợ và ngại ngùng của cô. Cô rên lên một tiếng. Im lặng nào. Cây lai like thì thầm, chậm rãi cởi áo cô ra. Từ tốn và nhẹ nhàng, anh ta kéo lớp vải xuống vai cô và vén áo cô lên. Đừng sợ. Cô sẽ thấy nó dễ chịu thế nào. Siri rùng mình trước cái chạm của ngón tay anh ta, khô ráp và cứng cỏi. Cô nằm bất động, duỗi người và ngập tràn sợ hãi cùng cảm giác ghê sợ tỏa từng đợt máu nóng lên thái dương và má cô. Cây lai luồn tay trái cô vào dưới đầu mình và kéo cô lại gần hơn, cố gạt đi bàn tay phải đang vô thức kéo áo xuống trong vô vọng. Cô bắt đầu run rẩy. Trong bóng tối cô bất chợt cảm thấy một chuyển động, cô cảm thấy một cái giật mình và một cú đá. Cô bị điên à, Misto. Cây lai la lên, ngồi dậy một chút. Để cô ấy yên, đồ con lợn. Biến dùng. Quay lại ngủ đi. Tôi bảo để cô ấy yên. Tôi có làm gì quá đáng không? Cô ấy có la hét hay dãy dụa không? Tôi chỉ muốn ôm cô ấy ngủ thôi. Đừng chen ngang. Đi ra nếu không tôi sẽ bắt anh đi ra. Siri nghe tiếng một thanh kiếm trượt khỏi vỏ. Tôi không đùa đâu, Mistel nhắc lại, phủ bóng lên họ. Đi ra chỗ những người khác đi. Ngay lập tức. Cây lai ngồi dậy, chửi rủa, Rồi đứng lên và nhanh chóng bỏ đi. Siri cảm thấy nước mắt chảy xuống má, nhanh hơn và nhanh hơn, di chuyển như những con sâu nhỏ bò xuống tóc cạnh tay mình. Mistel nằm xuống cạnh cô và đắp chăn cho cô nhưng vẫn để cái áo mở toang siri lại bắt đầu run rẩy im lặng nào fan ca mọi thứ sẽ ổn thôi Mix ấm áp và có mùi như da súc và khói bàn tay cô không như của cây lai mềm mại hơn dịu dàng hơn dễ chịu hơn nhưng sự đụng chạm lại làm siri căng thẳng cơ thể cô đông cứng với sợ hãi và ghê tởm cô nghiến chặt răng lại Mix nằm dính lấy cô bao bọc cô và thì thầm những lời ru trấn tĩnh, nhưng bàn tay mềm mại của cô cũng di chuyển không mệt mỏi như một con sên, ấm áp, bình thản, tự tin, quyết đoán, biết rõ đường đi và đích đến của nó. Siri cảm thấy nỗi sợ buông móng vuốt và giải phóng con mồi, cô cảm thấy cơn khoái lạc và chìm dần, chìm dần, sâu xuống đầm lầy ẩm ướt của buông xuôi. Cô rên khe khẽ, tuyệt vọng. Hơi thở của misto đốt cháy da cô, đôi môi ẩm ướt hôn lên vai cô, xương đòn và dần xuống thấp hơn. Siri lại rên lên. Im lặng nào, dìu hâu nhỏ. Misto thì thầm, dịu dàng luồn tay vào dưới đầu cô. Em sẽ không cô đơn nữa. Không bao giờ nữa. Siri tỉnh dậy vào bình minh. Cô luồn ra khỏi lớp chăn ấm áp và từ từ, cẩn thận để không đánh thức Misto, vẫn đang ngủ say, môi hé mở và tay che mắt. Siri đắp lại chăn cho cô. Sau một phút lưỡng lự cô bé cúi xuống và dịu dàng hôn lên mái tóc cắt ngắn của Mixto. Mix khẽ kêu lên. Siri lau một giọt nước mắt khỏi má. Cô không còn cô đơn nữa. Phần còn lại của băng rác cũng vẫn đang ngủ, một người ngáy ầm ỉ, trong khi người khác xì ra một tiếng rắm. Spark nằm ôm lấy dê tóc tai xõa sợi. Ngựa khịt mũi và dậm chân, chim gõ kiến mổ từng cú chậm rãi. Siri chạy ra bờ sông. Cô tắm rửa một lúc lâu, run rẩy vì lạnh. Cô chà sát tay thật mạnh, cố xóa đi những gì không thể xóa được. Nước mắt lại chảy xuống má cô. Phan ca. Nước sủi bọt và bốc hơi trên những tảng đá, chìm vào ở phía xa, vào màn sương. Mọi thứ chìm vào phía xa. Vào màn sương. Mọi thứ. Họ là những kẻ ngoài cuộc. Họ là một đám hỗn loạn tạo nên bởi chiến tranh, đau khổ và kinh miệt. Chiến tranh, đau khổ và khinh miệt đem họ lại và nhổ họ ra như một dòng suối đánh giạt những hòn cuội đen và những mảnh gỗ lên bờ cây lai đã thức dậy bên cạnh đám khói lửa và máu trong một tòa lâu đài bị chiếm đánh nằm giữa những xác chết của cha mẹ và anh chị em nuôi của mình bò giữa những cái xác trong sân trước là rip rip là một người lính trong đoàn quân viễn chinh mà hoàng đế mhivamg đã gửi đến để đàn áp cuộc nổi loạn ở ebin anh là một trong những người đã cướp bóc tòa lâu đài sau hai ngày bao vây. Sau khi đã chiếm được tòa lâu đài, đồng đội của Rip đã bỏ mặt anh ta, dù Rip vẫn còn sống. Nhưng chăm sóc người bị thương chưa bao giờ là truyền thống của lực lượng đặc nhiệm Ninh Phát. Đầu tiên Cây Lai muốn kết liễu Rip. Nhưng Cây Lai không muốn cô đơn. Và Rip cùng Cây Lai chỉ mới 16 tuổi. Cùng nhau, họ liếm lát vết thương. Cùng nhau, họ giết và cướp một người thu thuế. Cùng nhau, họ bao cả nhà trọ một chầu bia, rồi chạy qua ngôi làng trên những con ngựa ăn cắp, ném đi phần còn lại của số tiền cướp được, suýt chết vì cười suốt cả đoạn đường. Cùng nhau, họ trốn thoát khỏi lính tuần tra Ninh Phát và Nixie. Geseo đào ngủ. Chắc đó là quân đội của lãnh chúa Geso đã hợp tác cùng với quân nổi loạn từ Ebin. Chắc vậy. Geseo cũng chẳng nhớ mình bị bắt đi lính từ lúc nào. Anh say rượu. Ngay khi tỉnh táo và gặp tay sĩ quan đầu tiên, anh bỏ trốn. Đầu tiên, anh lang thang một mình, nhưng khi quân ninh phát đập tan liên minh kháng chiến, khu rừng trở nên đầy rẫy những kẻ đào ngũ và tị nạn. Dân tị nạn sớm học lại thành các nhóm. Gia xeo gia nhập vào một trong các nhóm đó. Băng nhóm cướp bóc và đốt cháy các ngôi làng, tấn công các đoàn xe vận chuyển đang bỏ chạy tán loạn trước kỵ binh ninh phát. Trong một lần chạy trốn đó, băng nhóm chạy vào rừng nhưng đụng phải người eo họ tìm thấy cái chết và hủy diệt cái chết tới dưới dạng những mũi tên đính lông chim màu xám vô hình bắn từ mọi phía một mũi tên trúng vai và găm je seo vào một cái cây người kéo mũi tên ra và chăm sóc vết thương cho anh vào sáng hôm sau là annie wendin je chưa bao giờ hiểu tại sao những người eo lại đuổi annie wendin đi vì tội gì mà cô bị kết án tử hình bởi vì đối với một người eo tự do cái chết chính là sự cô đơn giữa nơi đồng không mông quạng tách biệt con người khỏi giống loài cổ xưa. Một người Elveth đơn độc sẽ chết nếu không tìm thấy bạn đồng hành. Annie Wendin đã tìm thấy một người bạn đồng hành. Tên cô, trong cổ ngữ có nghĩa là đứa con của lửa, quá phức tạp và thi vị với Geseo. Anh gọi cô là Spark. Mistel đến từ một gia đình quý tộc giàu có của Điền Trang Thuông, nằm về phía bắc của Machete. Cha cô là một chư hầu của hoàng tử Rudiger, ông tham gia vào quân nổi loạn, bị giết và biến mất không dấu vết. Khi Điền Trang Thuông bỏ trốn khỏi thành phố trước tin tức về quân đoàn viễn chinh trị an lừng danh của Jemmer, gia đình của Miss cũng bỏ chạy, nhưng lạc mất Misto trong một đám đông hoảng loạn. Một tiểu thư quyền quý và mảnh mai, từ lúc bé đã luôn được chở đi bằng kiệu, không thể theo kịp đoàn người tị nạn. Sau 3 ngày lang thang một mình, cô rơi vào tay của lũ thợ săn nô lệ theo chân quân Ninh Phát. Một cô gái dưới 17 tuổi rất đáng giá. Nếu cô ấy còn nguyên vẹn. Những tên thợ săn không đụng vào Mix, sau khi đã kiểm tra là cô còn nguyên vẹn. Sau lần kiểm tra đó, Mix đã khóc suốt đêm. Trong thung lũng Venda, đoàn xe của lũ thợ săn bị tấn công bởi một băng nhóm lính đào ngũ Ninh Phát. Họ giết hết lũ thợ săn và các nô lệ nam. Họ chỉ tha cho các cô gái. Các cô gái không hiểu tại sao mình lại được tha. Nhưng cũng chẳng lâu cho tới lúc họ hiểu được. Mips là người duy nhất sống sót. Cô được kéo lên khỏi một cái hố, nơi cô bị ném vào đó, trần truồng, bầm dập, bẩn thỉu, be bét máu và bùn. Cô được cứu bởi Acer, con trai của người thợ rèn trong làng. Anh đã theo chân quân Ninh Phát được ba ngày, điên cùng với ham muốn trả thù những gì chúng đã làm với cha anh mẹ anh và các chị em của anh mà anh đã chứng kiến khi nấp trong một bụi sậy. Tất cả họ đều gặp mặt vào ngày lễ Lamas, lễ hội thu hoạch tại một ngôi làng ở Geso. Chiến tranh và nghèo đói vẫn chưa phá hủy được truyền thống của đất nước. Các nông dân ăn mừng theo đúng phong tục vào ngày đầu tiên của trăng tròn với ca hát và nhảy múa. Họ không phải tìm nhau lâu trong đám đông. Họ tách biệt quá nhiều so với những người khác. Họ có nhiều điểm chung họ cùng yêu thích sự ồn ả, sặc sỡ, trang phục sáng tạo, nữ trang ăn cắp, ngựa đẹp và những thanh kiếm mà họ thậm chí còn không bỏ ra để nhảy. Họ khác biệt bởi sự kiêu ngạo và tự tin, bằng giọng nói mỉa mai và tính thô bạo. Và lòng căm hận. Họ là những đứa trẻ trong thời đại kinh miệt. Và với những người khác, họ chỉ có sự kinh miệt. Thứ duy nhất quan trọng với họ là sức mạnh. Hiệu quả trong chiến đấu, mà họ nhanh chóng có được trên các xa lộ, ngựa nhanh và kiếm sắt. Họ trở thành đồng đội, bạn bè, bởi vì những kẻ đơn độc sẽ chết vì đói, kiếm, cung, mũi giáo nông dân, hay trên giá treo cổ, hay ngọn lửa. Kẻ nào đơn độc sẽ chết, bị đâm, đánh đập, đá, làm nhục, như một món đồ chơi truyền từ tay người nọ sang người kia. Họ gặp nhau tại lễ hội thu hoạch, gieo nghiêm nghị, u ám, gầy gò. Cây lai mảnh mai, tóc dài, với đôi mắt và cái miệng ác độc xếp trên một gương mặt xấu xí. Trip vẫn nói bằng giọng ninh phát. Mix, cao, chân dài, mái tóc màu rơm cắt ngắn và sơ như một đầu chổi. Spark, đôi mắt lớn, viễn chuyển, với những bước nhảy nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn và chết chóc trong chiến trận, với đôi môi mỏng và những chiếc răng nhỏ của người eo Acer, vai rộng, ria mép trắng và râu xoắn vặn. Giê-seo trở thành thủ lĩnh. Họ lấy cái tên rác. Có người đã từng gọi họ như vậy và họ thích cái tên đó. Họ cướp và giết, và sự tàn ác của họ trở nên nổi tiếng. Đầu tiên, các thống đốc của Ninh Phát đánh giá thấp họ. Họ cứ nghĩ rằng, cũng như các băng nhóm khác, họ sẽ sớm trở thành nạn nhân của những tay nông dân phẫn nộ, hay sẽ tự hủy hoại lẫn nhau, khi lòng tham vượt lên trên tình bằng hữu. Các thống đốc đã đúng về những băng nhóm khác, nhưng họ đã sai về băng rác. Bởi vì băng rác, những đứa trẻ của khinh miệt, coi thường chiến lợi phẩm. Họ tấn công, họ cướp và giết vì vui thích và lấy đi ngựa, gia súc, rơm, muối, hắc ín và vải vóc của quân đội, rồi phân phát khắp các ngôi làng. Với đầy vàng bạc đủ để trả cho các thợ may và thợ rèn cho những thứ họ yêu thích hơn cả, vũ khí, quần áo và trang sức. Họ trả hậu hĩnh cho những người bao che và chứa chấp mình. Ngay cả khi chịu những nhát roi của quân Ninh Phát hay Nixi, họ cũng không bao giờ phản bội lại băng rác. Các thống đốc treo một số tiền thưởng lớn, và có những người đã vui mừng trước ý tưởng về những đồng vàng của Ninh Phát. Nhưng khi đêm xuống, khi căn nhà của những kẻ chỉ điểm bốc lửa, và khi ngọn lửa dịu xuống, những kỵ sĩ ma quỷ hiện ra với vũ khí trên tay. Băng rác tấn công như những con chuột. Trong im lặng, tàn ác và quỷ quyệt. Chuột thích giết chóc. Các thống đốc dùng đến những biện pháp khác đã từng có tác dụng với những băng nhóm khác. Họ cố gài vào những kẻ phản bội trong hàng ngũ của rác. Nhưng không thành công. Băng rác không chấp nhận ai cả. Họ là một nhóm khăn khiếp, một hội anh em sáu thành viên, tạo nên bởi thời đại kinh miệt, và họ không muốn người lạ. Họ căm ghét người lạ. Cho tới một ngày khi một cô gái xuất hiện, tóc màu tro, kín miệng và nhanh nhẹn như một vận động viên, người không biết gì hết về băng rác. Ngoại trừ việc cô cũng giống như họ. Cô cũng đơn độc và u buồn, u buồn vì những gì mà thời đại kinh miệt đã cướp đi từ cô. Và trong thời đại kinh miệt, kẻ nào đơn độc sẽ chết? Giesel, Kailai, Trip, Spark, Misto, Acer và Fanka. Thống đốc của Amarillo đã ngạc nhiên vô cùng khi biết rằng băng rác giờ có 7 thành viên. 7. Ngài thống đốc ngỡ ngàng của Amarillo nói, nhìn vào người lính với vẻ không tin có bảy chứ không phải sáu người chắc chứ tôi ước là mình cũng khỏe mạnh được như độ chắc chắn của tôi người lính sống sót khỏi trận thảm sát nói yếu ớt mong ước của anh ta rất đơn giản cái đầu và nửa khuôn mặt của người lính được che phủ bởi băng gạc và máu ngài thống đốc đã từng tham gia nhiều hơn là một trận đánh biết rằng người lính đã bị tấn công vào sau lưng từ trên cao đầu mũi của một thanh kiếm bay từ trái qua phải, chính xác, đòi hỏi kỹ năng và tốc độ, nhắm vào tai phải và má, nơi mà không được bảo vệ bởi mũ hay thiết cầu sắt. Báo cáo cho ta xem. Chúng tôi đang đi dọc Venda theo đường tới Thuôn. Người lính bắt đầu. Mệnh lệnh là cứu một đoàn xe vận chuyển của lãnh chúa Eversen đang trên đường về phía nam. Chúng tôi bị mai phục ở gần cây cầu gãy khi vượt qua sông. Một chiếc xe bị mắc chúng tôi phải dùng ngựa từ chiếc thứ hai để kéo nó qua. Phần còn lại của đoàn xe đã đi trước, tôi bị bỏ lại với năm người và đại diện hoàng gia. Và chúng tôi bị mai phục. Đại diện hoàng gia, trước khi bị giết, đã kịp hét lên rằng đó là băng rác rồi chúng cắt cổ ông ta, chúng nhào tới chúng tôi. Khi tôi trông thấy, khi ngươi trông thấy ông ta, ngài thống đốc lào bào, ngươi đã thúc ngựa chạy đến. Nhưng quá trễ để cứu mạng ông ta cô ta bắt kịp tôi người lính cúi đầu người thứ bảy tôi đã không trông thấy cô ta một cô gái gần như là trẻ con tôi đoán là cô ta đã bị bỏ lại đằng sau băng rác bởi vì cô ta còn trẻ và thiếu kinh nghiệm một người khách viếng thăm của ngài thống đốc hiện ra từ trong bóng tối nãy giờ đang ngồi đó có phải một cô gái không ông ta hỏi cô ta trông thế nào như tất cả bọn chúng trang điểm nhòe nhòe như eo vét, sặc sỡ như một con vẹt, mặc đồ tím và gấm theo đội một cái mũ đến lông chim, tóc vàng. Tôi nghĩ vậy, thưa ngài. Khi trông thấy cô ta, con ngựa của cô ta chạy rất nhanh, nghĩ rằng đồng đội của mình sắp biến thành thịt xay và cô ta sẽ bắt chúng tôi trả giá bằng máu. Tôi lao tới từ bên phải và chém cô ta. Cô ta làm cách nào tôi không thể biết được, nhưng tôi đã trượt như thể thanh kiếm chém xuyên qua một bóng ma. Tôi không biết thế quái nào, như thể tôi bỗng dưng đứng lại và cô ta luồn ra sau tôi. Ngay vào mũi, thưa ngài, tôi đã từng ở Soden và Anderberg. Và giờ thì nhờ cô gái đó tôi đã có một món quà lưu niệm để đời trên mặt. Hãy mừng là ngươi còn sống, ngài thống đốc khịt mũi, nhìn vào người khách của mình. Và hãy mừng là ngươi bị thương khi vẫn đang tỉnh táo. Giờ ngươi sẽ trở thành một người hùng. Nếu ngươi trốn tránh trận chiến, nếu ngươi không có món quà lưu niệm trên mặt khi báo cáo về việc mất hàng và mất ngựa ngươi sẽ sớm thấy mình đang đứng trên giá treo cổ giờ thì đi đi tới bệnh viện đi người lính rời đi ngài thống đốc quay ra vị khách ngài thấy đó thanh tra rằng công việc ở đây không hề dễ dàng tôi chẳng được nghỉ ngơi chút nào luôn tay luôn chân còn ngài ở thủ đô ngài nghĩ rằng các tỉnh chỉ toàn rùi mũi bia rượu gái điếm và các quan chức ăn hối lộ ngài không bao giờ gửi thêm người hay chó săn chỉ thêm mệnh lệnh cho nhận tìm đặt mọi người vào trạng thái cảnh giác chạy dọc chạy xuôi từ sáng tới tối và ở đây chúng tôi đã có đủ rắc rối của riêng mình rồi năm hay sáu băng nhóm như rác luôn rình rập xung quanh đúng là băng rác là bọn tồi tệ nhất nhưng không ngày nào đủ rồi đủ rồi stefan steylen mím môi Tôi biết mấy màn cằn nhằn của ông có mục đích gì, thống đốc. Nhưng vô ích thôi. Ông không được từ bỏ trách nhiệm. Rác hay không rác, băng nhóm hay không băng nhóm, ông phải tiếp tục tìm kiếm. Bằng mọi cách có thể, cho tới khi tôi bảo dừng. Đây là mệnh lệnh của Hoàng đế. Chúng tôi đã lùng sụp ba tuần nay rồi. Ngài thống đốc cào nhào. Mà không biết rằng mình đang phải tìm ai, hay cái gì, một bóng ma, hay một cây kim dưới đáy bể và kết quả là gì? Vài người của tôi đã biến mất không dấu vết, khả năng lớn là bị giết bởi cướp hoặc lũ ăn mày. Tôi sẽ nhắc lại, Ngài Thanh Tra, nếu chúng tôi vẫn chưa tìm được cô gái của Ngài, nghĩa là cô ta sẽ không bao giờ tìm được. Kể cả nếu cô ta có ở đây thật, mà tôi rất nghi ngờ điều đó. Trừ khi... Thống đốc dừng lại, ngẫm nghĩ, nhìn Ngài Thanh Tra với vẻ dò hỏi. Cô gái đó, thành viên thứ bảy của băng rác. Cú nâu vẫy tay, cố để hành động của mình có vẻ đáng tin. Không, thống đốc. Đừng tìm giải pháp dễ dàng. Cô gái đã được miêu tả hay bất kỳ cô gái nào mặc gấm theo thì chắc chắn không phải là người chúng ta muốn. Chắc chắn không phải là cô ta. Tiếp tục tìm đi. Đó là lệnh. Ngài thống đốc lầm bầm, nhìn ra cửa sổ. Còn về băng nhóm đó, thanh tra trưởng của hoàng đế em Stefan còn gọi là cú nâu, thêm vào bằng một giọng lạnh lùng băng rác hay chúng tên là gì đi chăng nữa hãy lập lại trật tự thống đốc trật tự phải tồn tại ở các tỉnh bắt tay vào việc đi tóm và treo cổ chúng lên không cần màu mè hay quy trình tất cả bọn chúng nói thì dễ lắm ngài thống đốc lầm bầm nhưng tôi sẽ làm hết khả năng hãy đảm bảo với hoàng đế như vậy nhưng tôi nghĩ là thành viên thứ bảy này của băng rác đáng giữ lại để chắc ăn. Không, cú nâu ngắt lời, cẩn thận để giọng của mình không lộ ra điều gì. Không, không ngoại lệ, treo cổ tất cả lên. Tất cả bảy tên. Tôi không muốn nghe thêm về chúng nữa. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.